Dạ. Trời ơi, tướng tôi xa quá, ngồi quán tre sao trời. Không có ghế dựa hả cân? Trời ơi, không phải khách. Thị. Thị nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Ê, em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay là tao đi vay tiền góp. Tao đi đòi tiền góp. Cho nên tao phải dựng tóc vậy đó, mà phải sang trọng vậy đó. Trời chứ tao nhớ ơi. Mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Em, ngồi đây. Biết đầu là đầu câu chuyện. Nên hả? Để ăn trầu nói chuyện. Hầu đâu? À, cô chủ kêu con. Mang trầu ra cho cô đi con. Đi. Thị tới rồi con. Chị, em có coi chuyện, em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao quá. Chị là Tào Thị Cúc Hoa. À, Tào Lao Cúc Cu. À, Tào Thị Cúc Hoa. Biết phải chị lắm luôn. Phải không? Dạ, dạ, không chủ. Nhanh đi con. Con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng chỉnh nó quá. Dạ. Chị mời chị Tào Lao Cúc Cu ăn trầu. Dạ, món này món ha, quán hải. Cái quy lực đầu tiên không, quán này là vô quán ăn này trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng ăn xã giao thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng dạ. Rồi. Quán ăn là mình ăn xã giao. Trầu hả? Chị đang gặp mới vậy, cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Ăn gì chị? Nhai hết luôn, nhai hết luôn. Ủa mày khùng hả? Tao ăn xã giao để tôi nhai hết. Ăn thử cho biết với người ta. Nè, ăn xã ra nè. Rồi thôi được rồi, thời gian chờ rồi. Trời ơi có luôn đây nè, cái này chùi miệng nè. Tao sóc cho chị Tào Lao Cúc Cu tới nơi luôn. Tào Thị Cúc qua má. À. Đó, thấy chưa? Ủa sành ăn quá chứ ta. Trời ơi, Thị mà. Thị á, nhớ không? Thị nói là mình cái hoa hậu ao làng gì đó. Ừ. Thị nói là hôm nay qua bên đây nè, để nói cho tôi biết là Thị đã chuẩn bị tới đâu để thi hoa hậu ao làng. Chị thi luôn hả? Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không có gì mà chị không dám hết á. Chị em nghe nói bây giờ mod bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mod bây giờ là cái mod là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này khuyến mãi chị luôn nè. Cái gì ạ? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo khoái liền. Đúng rồi, chị tại răng tôi trắng quá nên tôi không có đậu hoa hậu. Được, không có thi hoa được hậu. Mà chị phải chị làm răng đen. Màu đen, màu đen. Chị cứ nghe ngay em làm đó. Đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đó. Quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi. Đó. Vậy mới đậu được chứ. Nghe nói á là Thị nổi tiếng nhất làng này á, nón quay thao. Đúng không? Đúng rồi hai anh chị muốn quay thao. Chuẩn bị nón quay thao ra đây cho Thị múa. Anh chị vậy luôn. Trời ơi cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xưa nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị. Múa đi Thị. Được hết mà, tới hội quán rồi được hết. Biết cái gì đâu mà múa. Thị ra đi múa. Con mở nhạc. Quay thao đi. Năng khiếu nè. Trời ơi. Bữa nay Tào Lao múa quay thao kìa. Chị con đẹp chưa? Rồi múa với cái thao đi, múa với cái quai thao đi. Trời ơi, trời ơi hay quá vậy. Chân đứng còn được, vẫn còn được. Hay quá. Cười đâu? Cười lên đi Thị, thấy hoa hậu là phải cười. Hay quá, hay quá. Chị là vô hồng chung kết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này cho cô. Này cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè. Đố chị Tào Thị nè. Bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp, lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai vậy? Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chết chồng tao. Cái gì vậy? Ha. Bà ba. Tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người có cái bóp? Bao nhiêu tại tiền vậy? Bao nhiêu tiền làm gì? Vợ hết rồi còn cái bóp làm cái gì? Người đàn ông ra đường không cần giải bóp đâu hả? Sao?
Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó thị. Ông chủ. Trời sao vậy? Rất đẹp mà. Mày giả làm chứ em. Trời ơi. Tại sao tới đây làm cái gì? Tới mù quá. Mày. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba ba tránh ra, cái gì bạn con mà ba ba đang làm cái gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Hả? Ờ. Không. Thì là bạn của con. Ừ. Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy. Không quen nào, con không biết. Ờ. Không gì lại kìa, lại lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa. Anh chị người lớn mà, không biết gì đâu. Sự răng cỏ em sao vậy? Khốn nạn nó vẽ lên á, chứ em đâu. Trời ơi. Con dám làm vậy à? Nó nói nó vừa tôi biểu em qua vừa thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Hả? Thôi giờ về đi. Giờ anh thấy là chết. Dễ vậy? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tụi nghi ngờ đó. Thôi đi về đi. Không, em mới về. Ủa ông chủ? Thị. 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 Đi đâu vậy? Đi đâu vậy Thị? Trời ơi, đi qua đi. Thật bành Thị hoa hậu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi. Bữa nay tôi mới bắt tận tay. Tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không. Tôi tủ tay biết không. Trời ơi, ông. Cái gì vậy thầy? Thầy là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ôi dính hả? Mà chủ, là sao mà chủ? Mày em thì là gì? Mày em. Chị. Chị bành con mắt của chị ra. Bành con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra. Vừa bành vừa hả ra. Rồi chị coi coi tôi với chị ai đẹp hơn. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông đi ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị... hai người gian díu với nhau từ hồi nào. Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất, chị trẻ thứ nhì, chị đẹp em. Nhưng mà điều em đọc ôi chỗ ác lắm á, đọc ác. Im mày. Trời ơi, bây giờ là cuối cùng là sao? Là anh, cuối cùng anh là biết, anh biết là em đẹp, em trẻ hơn. Nhưng mà Thị đây á, hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông. Còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì, tên gì? Em tên Hoa, Tào Thị Cúc Hoa. Hoa. Tào Thị Cúc Hoa, hồi nãy ông kêu bạn gì kêu bằng Thị hả? Thị. Thị. Đó, nội cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi, đúng không? Bà là Tào Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Cái tên của bà là đã là chỉ cái chữ lót của tôi mà vòng vàng đeo trên người cũng bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì? Bà chủ hộp nhiều bằng hơn không? Trời ơi, bà chủ... bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi vôi bà là tôi... Thôi em à, bình tĩnh đi em ơi, không còn gặp bà chủ, bình tĩnh đi. Tạm tạm, má bạn dữ quá. Sao bạn chưa tới rồi? Ông đã tới chưa? Ông đã tới rồi. Các người làm gì mà ồn ào ra thôn xóm như vậy? Ta nghe lính trang nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xè cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ, thưa ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy. Trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt vải. Dạ. Tao không có một miếng vàng. Trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Dạ, không có. Tào lao, ủa Tào Thị bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào Thị? Một, hai, ba, ba đứa đó ăn hiếp mình em. Ba người này dám ăn hiếp Thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm, ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo chứ phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi. Trời ơi. Nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Trời ơi, thì ngá à. Quan ơi Quan, hèn gì dụ dỗ chồng con đó Quan. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn Quan ơi. Tại sao không biết đổi gu, ăn mỡ hoài không thích ăn xương đi. Trời ơi, Quan làm em khó nghĩ quá Quan ơi. Cho em đổi gu quá Quan. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi,
chồng của tôi đầu áp tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy? Mở cho nó chưa mập. Bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Ăn rồi có cái tai không mà để cho nó gối, mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết, dạ, quán xá này ta niêm phong lại hết. Sao vậy? Ta quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì kỳ vậy? Ủa làm chủ quán. Tao làm chủ. Tại sao kỳ vậy? Quán mà muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, quan là quan, quan làm chủ, quan muốn làm gì làm phải không quan? Dạ, giờ thôi bây giờ xin mời quan đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? Dạ rồi thôi giờ dày đi ha. Ai đây? Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ, cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Bạn của em. Bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa, giờ theo tôi đi qua chỗ khác tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Quang làm cái gì vậy? Dạ rồi, đây. Ý là Quang muốn làm gì làm hả? Mời Quang, dạ mời Quang, mời Tào Thị Cúc Hoa. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp tục mà buôn bán. Dạ, Quang vừa không có gỡ rối được mà nó rối bùng binh hơn nữa. Dạ thưa Quang, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc Hoa đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra, cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc Hoa phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Qua Phương Dung và ông Quang không giải quyết được chuyện gì hết. Hoài Linh, không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy á để cho Tào Thị đi chỗ khác rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này, chứ không phải là không có cơ ấy. Cái đó là ý của ta. Trời, cái thâm ý quan sâu quá, tìm hiểu không có được sâu luôn. Lắm Đào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ xin mời anh chị. Cái bà Tào Thị mới vô bà làm da can mình rối ren quá. Thấy ghê quá à. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho người ta. Làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói nha. Đóng cửa nói cái gì? Trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói công hốt hả luôn hả? Má dữ quá phải không ha. Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị thực khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi, chuẩn bị. Gian đã đổi thay, yêu dấu theo gió bay nhau thương bao ngày em nơi đâu có hay. Lạc về đâu nụ hôn biển sâu, ngọt ngào như chưa bắt đầu. Anh vẫn cứ giấu cơn đau vô hình biết đến bao lâu. Gió sẽ bay xa mà sớm mai, như em không quay trở lại. Có chắc em không còn chút yêu thương nào với ai? Chỉ là những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu. Chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu. Chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng anh. Những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu. Chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu. Không ai mua được đâu những yêu dấu phai màu, chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không.
cả đêm qua đã mất ngủ, không thể ngủ nổi vì không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái hội quán Tiểu Lâm này. Cái điều mà làm cho Tân như vậy lo lắng nhất là không biết một lát nữa mình có được ăn cái gì không, thì thực sự đang rất là đói, nhưng mà như vào đây không phải chỉ để ăn. Đến đây, đến đây. Sao? Bây giờ ngươi có cảm giác lạnh mình chưa? Có cảm giác nổi da gà, có cảm giác dựng ngược tóc gái lên chưa? Chưa. Lần đầu tiên thấy một cái vong hồn xuống tới đây mà bình tĩnh đến như vậy. Giờ nhìn đi, quan sát thật kỹ dung nhan ta đi. Nó phải khoe với người dưới đây, ta là coi được nhất đó. Dưới đây ta được mệnh danh là bông hoa đẹp đó. Một lát nữa ngươi gặp mấy nhân vật kia còn dễ sợ hơn ta gấp nhiều lần. Ráng mà giữ bình tĩnh nghe chưa. Nào, bây giờ mời ngươi hãy đến với quán ăn Âm Phủ. Wow. Wow. Mở thôi. Chào mừng tới quán ăn Âm Phủ. Con quỷ. Ai da. Con quỷ. Ai da. Trời đất ơi, mở cửa ra thì làm ơn nói giùm tôi một tiếng. Làm đứng múa xuống nái muốn gãy sống lưng luôn hà. Mời tới quán ăn Âm Phủ bà. Nè, dắt cái vong xuống rồi đó. Liệu mà tiếp đón nó cẩn thận nghe chưa. Cái gì vậy? Bảo trọng ta đi trước. Đi vô đây. Đi vô đây với ta. Hàng đầu trắng. Thấy quán ăn Âm Phủ thấy sao? Cũng ok. Biết sao xuống đây không? Nãy giờ em hỏi mà không ai trả lời là vì sao em xuống đây cả. Bị chết rồi mới xuống đây chứ. Chứ khơi khơi sao xuống được, thích chết không? Em không. Không thích chết đúng không? Đã. Muốn lên trên trời, lên trên trần gian này đúng không? Đúng á. Ai cho chết rồi muốn làm cái điều đó là phải qua một thử thách rất đặc biệt của bà Diêm Hậu. Biết bà Diêm Hậu không? Bà Diêm Hậu á. Bà Diêm Hậu đấy hả? Bà Diêm Hậu á, bị Diêm Hậu á, bữa nay bà buồn. À. Bà ở đâu rồi ta, mới nãy bà ngồi lên đâu rồi? Bà Diêm Hậu. Bà đó. Chào bà đi. Ta đứng lại rồi, trời ơi, nhạc hoài vậy, muốn đi nữa hả? Cái thằng này mày gặp ai mày vuốt tóc hoài vậy mày? Ai đây? Em phát hiện ra một điều nha. Cái gì? Là ở dưới này không có dầu gội đầu. Tại sao? Em nhìn tóc anh này với tóc chị này gớm như nhau luôn. Ai mày kêu sao mà cái gì mày? Hổn hổn lão! Diêm Hậu! Ông đứng lại Diêm Hậu mày muốn chết gặp hả mày? Ta tại sao không hành lễ? Thật sự đó là Diêm Phủ sao? Nhìn cái mặt thằng đó coi giống quỷ hơn mà kêu không phải Diêm Phủ. Mày không sợ luôn hả? Không, bình thường. Trời ơi trời. Bây giờ ta yêu mày... cầu nhà ngươi phải hành lễ trước mặt ta. Mau quỳ xuống. Không. Quỳ nhưng không được quỳ bằng đầu gối. Đừng có tưởng bắt ép ta mà dễ nghe chưa? Nghe ta nói đây này. Nếu mà ta chết rồi thì ta cũng là một con ma đúng không? Nhưng ta không phải là ma thường đâu. Biết ta là ma gì không? Ma biến thái hả? Sụi cái muốn xỉu luôn gì đó. Cái gì quá vậy cha? Ta là ma. Má mì á hả? Ma mì. Cái cà này khó quá. Ta là ma ca sĩ. Ma ca sĩ luôn hả? Ma ca sĩ là biết hát phải không? Chắc chắn là biết hát. Mà rồi. Các người có biết vì sao ta chết không? Ế xô quá chết. Các người có nhớ một trường hợp vừa ăn vừa hát rất nổi tiếng ở trên mạng không? Ai nữa? Chính là ta đây, ta vừa ăn vừa hát đây. Hay cười vậy? Trời chết hả? Đâu biểu diễn đi. Biểu diễn. Nhưng biết vì sao ta chết không? Không phải do ta vừa ăn vừa hát mà chết. Mà vì sao nữa? Mà vì sau này ta không vừa ăn vừa hát nữa, khán giả chọi đá ta chết. Trời ơi. Bây giờ ta nói cho ngươi nghe, ngươi vô đây mà ngươi không cho ai nói hết, một mình ngươi nói hả? Hết đang rồi, rất... giờ các ngươi nói đi. Hôm nay ta đang rất buồn. Ừ. Muốn bây giờ ngươi làm cái gì cho ta vui vui coi. Trời, mà bà lúc nào bà không buồn? Ở dưới đây á, âm trì địa phủ, ngày nào ta cũng thấy Diêm Dương gia của ta xử bao nhiêu quan hồn, làm sao mà ta vui được. Hồi đó ta lấy ổng ta cũng tươi trẻ lắm chứ.
mà lấy riết cái mặt nó vậy nè, vậy là tươi dữ lắm rồi đó. Rồi nhưng thôi mà theo em nghĩ như nào thì nghĩ anh chị nên đi gội đầu đi. Có cái hồn ma ca sĩ xuống đây là vui rồi nè. Hồi nãy nghe quảng cáo gì vừa ăn vừa hát gì đúng không? Biểu diễn liền chứ. Vừa ăn vừa hát rồi biểu diễn. Cái con này là cái con gì? Con đấy là con dế đấy. Ai lại ăn cái con này bao giờ không? Ăn người đi ăn món đặc sản mà. Thôi cho ăn bây giờ. Đây để cho cầm cho vừa ăn vừa hát nha để. Một cái tiết mục cho Diêm Hậu ta vui nè. Hồi nãy quảng cáo vừa ăn vừa hát hay mà, rồi ăn thử đi. Vô ăn rồi có được lên trần gian không? Ăn được sẽ đầu thai. Ồ ok. Đơn giản mà. Sao cứ gấp lên để xuống hoài vậy? Sao kỳ vậy? Hồi nãy vô sung gan lắm mà. Đầu hôi quá. Đi ra ngoài đi, người ta tự ăn đi, kiếp đầu thì mà đây, hôi. Đây, ta cầm gan rồi, đây đây. Dưới là không có tivi, quảng cáo rồi đầu. Chắc nó thích cái mặt của tôi hơn, tránh ra đi. Em lại chị cũng đi luôn ra ngoài. Rồi giờ ăn vừa hát đi. Bắt đầu. Tát đi, tát đi, tát đi. Nếu bây giờ chọn lựa một lần nữa thì chẳng có lẽ em cũng không xuống đây đâu. Ngày nào cũng ăn nó đừng đưa đây. Ơi giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Ăn cái con kia kìa. Thì em cái con này kìa là em như là em một cốc chết. Thì em tin em vẫn ngơ như em từng mơ. Thì ăn hết hay sao? Nó ăn hết và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết xong rồi em hết bài nữa rồi. Diêm Hậu, tôi chưa có thấy vui. Diêm Hậu chưa thấy vui hả? Ờ. Chưa được đầu thai luôn, vẫn còn thử thách nữa rồi. Nè, có nước không? Giờ vừa uống nước vừa hát nè. Vừa uống nước vừa nói giọng cổ nghe chơi coi. Rồi. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Ngậm một họng nước rồi hát chứ không phải nuốt vô rồi hát. Nuốt vô rồi hát ai mà làm không được. Hát có một câu vậy trời. Bảo kiếm tắt phong lên đàn. Thấy vui vui chưa? Thấy vui vui chưa Diêm Hậu? Chưa thấy vui tại không thấy nuốt được. Gầu nuốt cơm. Thấy vui chưa Diêm Hậu? Thấy vui vui chưa? Chưa thấy vui mà thấy mệt rồi nè. Rồi thôi được rồi, rồi xong xong vui, xong vui, thử vui, thách vui, này vui, qua vui. Ta còn một thử thách khác cho nhà ngươi. Nếu như nhà ngươi làm được thử thách này, ta hứa ta sẽ xin với Diêm Dương gia cho nhà ngươi quay trở lại trần gian. Đó là? Đó là nhà ngươi phải quay đầu 10 cái. Bây giờ lấy đồng xu ra thảy lên trời xong rồi quay 10 cái làm sao mà bắt được cái đồng xu đó rồi thôi. Quay. Ây. Bây giờ muốn lên chợ nở không? Con lạy mẹ. Mẹ thảy cái đồng xu đó mẹ chưa quay được một cái nữa đã rớt xuống không, rồi. Mà ở địa ở đây dễ, ở đây ở lần này dễ hơn, ở đây không có đồng xu, có trái mít, quay 10 vòng xong chụp trái mít nha. Từ từ đã em một tí đã, em biến hình đã. Một khi mẹ nó biến hình xong là nó kinh hoàng, nó ghê gớm lắm nghe chưa. Đấy, em khoảng để màn này lúc gặp Diêm Vương nhưng mà đợi hoài em thấy ông đâu, thôi em làm luôn. Ngồi nhau, ngồi nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đồn mà ơi. Rồi chụp cái mít nè. Vô. Hai. Tôi làm gì? Quay con 6 vòng mà nó như là qua thử thách này đi, biến hình hay quá. Bỏ đi. Biến hình hay rồi, quá. Đúng không? Ờ thế thôi mệt quá. Ông chống hết cả mặt. Tôi cũng biết ông đi massage mắt sùng gì ở đâu tới giờ này ông chưa về nữa. Giờ là Diêm Hậu cho lên trời, cho lên duyên dần chưa? Tôi phải có mặt ổng ở đây tôi mới xin ổng được chứ. Diêm Dương ăn được. Diêm ăn được rồi. Diêm Dương. Chuyện gì? Chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy hả? Dạ thưa mình, có một quan hồn, nó nói là nó chết quan, nó đi xuống đây và nó không có muốn ở đây, nó muốn ở trển vui hơn. Ở đây nó nhìn cái mặt em nó không có vui. Quan hồn nào mà to gan vậy? Nó đó. Đó. Anh ạ. Lần này à. Cái này thần ý không phải là quan hồn, nó là thuộc dạng cô rồi. Cô hồn. Cô hồn à. Dạ. Nghe nói
cái dòng này ở trên trần gian làm nhiều chuyện ác lắm. Trời đất ơi, vậy sao không hả? Giải qua Diêm Phủ cho ta xử? Rồi thì thôi bây giờ đó duyên số gặp nhau rồi, Diêm Vương xử đi. Ổng kêu đi, đi đi. Đi đâu đi? Mà đi qua phòng bên kia kìa. Từ đầu tới ba người ra đây em thấy có mình anh là gội đầu. Tức là nhìn không bị tóc tai bù xù, nhìn anh chị kia thấy ghê. Không phải đâu, tóc ổng rụng hết trơn rồi chứ không phải. Mà im đi, ai hỏi mà nói. Chẳng giấu gì Diêm Vương, hồi nãy á thiếp có hứa với cái quan hồn này á là thiếp sẽ xin với Diêm Vương cho quan hồn này trở lên lại trần gian, với điều kiện là quan hồn này phải vượt qua được những cái thử thách. Được nhưng không? Mà không có vượt qua được, kêu quay 10 vòng mà có 6 vòng hà. Có vượt qua được không? Không được. Như vậy thì không thể nào được. Đúng rồi. Từ em nói cho chị nghe này, lúc mà em còn sống ấy, em ở trên trần gian em đọc rất là nhiều sách. Có một câu nói ghi to tướng ở trên bìa sách như thế này này. Câu gì? Nếu như ở trên đời gặp nhau mà không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Cái gì? Nãy giờ khen nhau không mà tử tế là thế sao? Triết lý gì sách nào dạy vậy trời? Là sao? Mà em nói anh nghe sự thật là em ra đây em đã biến hình, em làm đủ trò rồi mà bà không có vui. Em nghĩ là chắc bà này bị tự kỷ giai đoạn cuối hay bị sao á. Trời ơi, dám chửi Diêm Hậu luôn hả? Dám nói vậy luôn hả? Nó không có làm cho tiếp vui. Em nói là em không làm chị vui là không ai làm chị vui được thôi. Nhìn cái mặt chị là người ta không có muốn vui rồi. Đầu thì không có gội. Nếu nàng muốn vui, ta sẽ có một người làm cho nàng vui. Cái Diêm Phủ kỳ cục không đây ai là đồng. Con gái nuôi của ta đó. Diêm Phủ ơi, Diêm Phủ hôm nay con vui quá, không có bạn rồi. Không có bạn rồi. Trời ơi, không có bạn rồi. Vui rồi, vui rồi. Diêm Phủ rồi. Giúp con giải mặt đi Diêm Phủ ơi. Diêm Phủ ơi. Không, không, không. Lại. Trời ơi, nhốt nó lại đi rồi. Ráng làm cho vui đi. Đây, nó thích con mèo. Con mèo, cái mặt này lấy con mèo với Diêm Phủ. Thích con gì? Dạ, con thích con mèo và cũng thích con heo luôn. Heo à? Được, để ta. Ôi, dễ thương quá, dễ thương quá. Diêm Phụ ơi, con vui rồi Diêm Mộc. Con này nó điên hay sao? Tự nhiên nó nhìn mặt thiếp lần nào nó cũng cười hết trơn. Mày, bây giờ Diêm Vương xử sao? Đem với Diêm Phụ, tao ta mới xử, ở đây là xử được. Không, trời trời, con không có đem đi đâu được hết á. Thôi được rồi. Diêm Phụ ơi. Cái tội ngươi dám làm rồi Diêm Hậu của ta không cười. Ừ, mà phanh thầy cho mày được. Nè xuống. Ông tới rồi. Làm gì tập trung hết trơn ở đây vậy? Không chịu lo tập tuần gì hết trơn cái trời à. Ê tệ. Ai khỏe không? Trời đất ơi, nghe đồn em xuống. Vâng. Mà anh chưa cho người ta đón em. Đây là mấy anh chị ở trong đoàn mình. Đây là Tăng Nhật Tuệ xuống hát tăng cường. À vậy hả? Giỏi lắm, trời ơi, vừa hát vừa xiết nữa. Còn xiết nữa hả? Hay lắm nè, đây nè, coi nè, tôi cho biểu diễn này nè. Lấy cái răng cạp mở cái mic này ra ăn chơi coi. Trời ơi, được không? Biểu diễn đi. Cạp nó lột cái mic ra. Hay lắm, vỗ tay. Hay lắm. Hay lắm, đó đừng có làm tôi mất mặt nha. Dù gì đi nữa mình cũng bạn bè. Ông chủ kêu tôi ra đón cậu đó. Dạ. Bây giờ cậu biểu diễn đi. Cậu ngồi cậu cạp đi. Nè mọi người, con Vũ là cạp mít. À. Lột rồi. Đủ rồi. Ăn đi. Thôi ăn đi, Vinh. Ăn gì cái sao không ăn. Trời ơi, chưa bao giờ thấy một cái đoàn hát nào mà hành hạ người ta dữ gì không biết á. Cái ông này không làm phục trang này, không lo dỗi phục trang đi. Tự nhiên ở đây, dám lên phục trang. Trời ơi. Đây là người khách mời đến với hội quán Tiểu Lâm của chúng ta mà xui cho bạn là bạn lọt vô nhầm một cái hậu trường của cái đoàn hát đó, người ta mới hành hạ như vậy. Nhưng mà cảm ơn bạn, bởi vì bạn đã mang đến cho mọi người thật là nhiều niềm vui. Một tràng pháo tay cho Tăng Nhật Tuệ. Bây giờ sẽ đóng cửa.
cơ hội để bạn cũng như là những vị thực khách của cái hội quán Túi Lâm này hôm nay quay trở lại phản đoàn với tất cả những thành viên trong quán. Mời bạn vào trong gặp với hai vị thực khách kia để mà chuẩn bị nha. Bẻ mặt đó. Chúng ta đã có ba vị thực khách trong ngày hôm nay, mọi người hành hạ người ta quá. Người thì bắt là ăn bánh, ăn hủ tiếu, rồi bên đây bắt cạp mít nữa. Bây giờ sẽ là cái giây phút mà những vị thực khách đó quay lại phản đoàn. Tất cả mọi người, chúng ta hãy chuẩn bị dần hết 10 thành công lực ra để mà ứng phó với tình huống thử thách ngược. Đúng rồi, chuẩn bị. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Xin mời. Đoàn xiếc nào đây? Ở trển xuống. Ở trển, à hiểu rồi. Ở trên biên hòa này kia đó hả? Không, ở trên trời. Trên trời. Nghe nó một cái là biết nặng lắm rồi đây. Ở phòng nào vậy? Ở trên những cái tầng mây xanh ở trên trời. Trời khó lắm đó nghe. Nói đùa thôi. Bây giờ là đến cái giây phút mà chúng ta có thể quay ngược lại thế cờ. Từ sáng tới giờ mình vô trong cái quán ăn này mình bị hành hạ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi biết là mọi người bây giờ đang rất là bức xúc. Chúng ta đây có một cái cơ hội để mình thử thách ngược lại những cái thành viên trong cái quán ăn đó. Hãy đưa ra những thử thách nào đó mà nó khó khăn nhất, nó hiểm hóc nhất, nó nghiệt ngã nhất nha. Đồng ý không nè? Đồng ý. Đấy, 1, 2, 3. Xin mời các bạn hãy đến với hội quán Tư Lâm ở thử thách ngược. Ngô Khô. Dạ chắc chắn là ta không ăn bánh nước rồi. Đừng nói ra đi. Tôi không ăn mít rồi. Nhớ trả tiền ha nghe. Bây giờ trước khi ăn gì á thì tôi xin tự giới thiệu với quán. Áo vàng vàng là Ngọc Hoàng, áo đỏ đỏ là Thiên Lôi, người đẹp đẹp là Dương Mẫu Nương Nương. Quý quá. Xin chào bác Hoàng. Nó người khỏi trên xuống trời. Bây giờ mời ngồi được chưa? Rồi. Xin mời tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình. Mời ngồi xuống đi em. Vui quá, bữa nay được đón người khỏi trên xuống trời. Ngồi đâu vậy Ngọc Hoàng? Em ngồi đại đâu đi em. Rồi. Bắt đầu. Ai làm trước đây? Chắc là phải là Dương Mẫu Nương Nương rồi. Xin mời Dương Mẫu Nương Nương, em ơi, em ơi. Được rồi. Thường thường người ta nói là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng rồi. Áo tím. Áo tím là ai ha? Áo tím và xem. Con chủ à. Chuyện này lành ít dữ nhiều con chữ hả? Vui lòng khách đến đi, chọc cho ta cười. Vui lòng khách đến, chọc cho ta cười. Dương Mẫu à, điều đó là ho lắm. Tại vì con gái tôi đâu có chọc cười đâu. Chí tài ra chọc. Trời hỗ trợ. Có quyền hỗ trợ. Trước cười. Khùng hả? Nhìn ta nè. Không cười. Cũng không cười à? Trời ơi, chơi thọt lét. Đó, cười ơi, cười đây. Cười ơi, cười đây. Trời ơi, chơi thọt lét. Cười ơi. Thứ thôi mà nó cười. Chừng nào ta cười. Trời ơi, cười sao? Cười sao? Cười sao? Tung phê rồi. Coi cái gì hai người kia? Rồi cho sự đồng cảm, cho hỏi cái quý danh của cái bạn mà tóc xù xù mà có cái bộ xương mà không có thật là. Ồ, chúng ta có quen biết nhau hả? Mình nên làm quen. Đây Lôi. Đây là hát quỷ á. Lôi khỏe hả Lôi? Mặt thân thiện ghê. Lôi đừng khỏe, Lôi đừng lôi tôi ra đây gì vậy Lôi? Trời ơi, nó là rớt cái bố xương nhầm gian rồi chứ không là. Chết nè. Làm gì?
Tên gì vậy? Tên Quách, hồi xí, ta kêu xí Quách. À, rồi rồi, bây giờ xí Quách làm cái gì cho Thiên Lôi cảm thấy sợ đi. Được rồi, thử thách nữa rồi. Ừ. Đó là ma đây. Ghê quá. Ma rồi chứ kìa. Ma quá trời. Sao quá người quá. Người vô kìa. Đâu? Người quá rồi. Nè nè nè. Sợ, sợ là hết hồn là sợ giúp mà. Mình chứ không. Ôi, phải là... Ôi chết cha mày lẹo rồi. Đó làm cái hết hồn nữa coi. Yeah. Trời ơi, muốn yeah. Ghê quá. Ghê quá. Yeah. Trời ơi, yeah. Trời ơi, ghét tôi. Thôi làm cũng mệt rồi, thôi ăn đi, ăn có sức làm tiếp. Yeah. Ôi. Rồi bây giờ đi nè. Làm bây giờ mệt rồi, tốn hao năng lượng rồi, bây giờ ráng nè, ăn bồi bổ nè. Rồi bây giờ vừa ăn vừa hát. Rồi lè cái lưỡi ra. Ốp. Sợ chưa? À, cái này sợ rồi, sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Cái này nó ngon. Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Đồ ăn đồ uống mà thiệt á. Sao chạy vòng lum lum la vậy? Ở dưới sợ chưa? Trời ơi, vẫn còn chưa sợ luôn hả? Ta cười nè, nè. Bỏ vô miệng ăn đi. Được. Thử thách đó. Ngọc Hoàng ơi, bây giờ con bắt nó ăn rồi, nó ăn hết trơn luôn rồi. Hết luôn rồi, thở hết rồi. Coi như là xong rồi. Thảm ngon quá. Vui mà, vui mà, được ngon quá, cái đó ngon quá. Ở đó hai người còn lại đó Ngọc Hoàng. Sử nhỏ đang che mặt hả Ngọc Hoàng? Dù gì thì ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng là người ở trên, vốn là có tính bao dung. Vậy thì bây giờ ta chỉ có một thử thách nhỏ cho con thôi. Ta sẽ tha lỗi cho con, độc ác với ta. Con có biết bài Con Bướm Xuân không? Người ta trả thù thì mình chịu thôi. Có làm thì có chịu. Tới đâu hay tới đó. Bài Con Bướm Xuân ý, nổi tiếng đấy, chắc chắn là con biết rồi đúng không? Dạ. Bài đó dễ rồi, bây giờ đơn giản lắm, bật nhạc rồi con múa thôi. Nhưng con nghe này, không phải là múa bướm, mà là múa sâu. Sâu là à? Con phải hóa thành con sâu, lúc mà nó chuẩn bị hóa thành con bướm ấy. Music. Con sâu đâu rồi? Con sâu kìa. Con sâu. Trời ơi, múa sao mà rớt thủ cấp luôn vậy. Ôi ôi, mọi người hôm nay là mọi người đưa ra những cái thử thách rất là nghiệt ngã đối với cái gia đình chủ quán này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin cảm ơn ba vị thực khách của chúng ta đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình thì vui bởi vì các bạn đến đây là một, nhưng mà còn có một cái phần quà nữa dành cho các bạn nữa là hai. Chúng ta cùng xem đó là gì nha. Nào, xin mời. Đây là kỷ niệm chương mà chương trình Hội Quán Thứ Lâm dành cho các vị thực khách. Một chương trình rất là vui nhộn dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã vượt không gian xuyên thời gian để đến với những câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn của Hội Quán Thiếu Lâm. Quý vị khán giả, nếu như muốn tiếp tục thưởng thức những món ăn độc đáo, những món ăn mà không nơi nào có được, thì hãy đến với quán ăn của chúng tôi, Hội Quán Thiếu Lâm. Dạ, chào anh Hùng Vũ. Dạ, mời quý khách. Hân anh được phục vụ quý khách. Dạ. 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 Đây là giai đoạn đầu tiên. Thế thì Hội Quán phải phục vụ vệ sinh. Dạ, sau đó lau nhẹ. Không sao. Dạ, được dạ. Mà đẹp đẹp hơn rồi đó. Dạ, nó tinh tế quá. Dạ. Cái phục vụ nó tinh tế quá. Phục vụ như vậy. Dạ. Vừa lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Dạ. Dạ, thưa ông Vũ, giai đoạn vệ sinh đã xong. À, sở dĩ mà chúng tôi phục vụ ân cần. Dạ. Và chu đáo. Dạ. Cho tất cả bệnh nhân ở tới đây. Dạ. Thì chúng tôi là người ở căng tin bệnh viện. Phục vụ cho họ, bởi vì họ là ai? Nói.
Dạ, bởi vì họ là người nhện. Họ là người nhện. Tầm mấy tầm ba. Họ là ai? Họ là người nhộng. Họ là người nhộng. Chứ họ là ai? Họ là người bệnh. Người bệnh. Nói lại, họ là ai? Họ là người tiễn. Họ là người tiễn. Bỏ tay rồi đi. Cái gì vậy? Khổ quá. Đây. Dạ. Hôm nay muốn ăn gì? Chào Siêu Vũ với ông Vũ. Dạ. Xin cứ nói ra đi. Hey. Hội quán Tiểu Lâm xin mời. Hey. Xin hey. Chào mừng anh đến đây. Hey. Hey. Vậy lại, vậy lại. Quá sung ông chủ. Quá sung chủ. Trở lại, trở lại, trở lại. Vị khách này vui quá. Vui tính nè. Đây. Dạ, mời anh. Dạ. Thoải mái, anh cứ thoải mái. Dạ, thoải mái lắm. Thoải mái thì châu châu à. Dạ. Thoải mái đi. Không dạ. Gì hết. Rồi giờ mình làm cái gì nữa? Bây giờ, dạ. Thực tên. À, ở đây chúng tôi phục vụ buổi sáng. Dạ. Còn có những món như là lẩu bò, lẩu dê, lẩu mực, dạ. Lẩu đầu dôi, cánh kiến chiên bơ. Trời ơi, trời. Anh muốn ăn món nào? Ăn món gì? Dạ, xương sáo, xương xăm, xương sa, hộp lũ, nước dừa, dầu chuối. Mấy cái món ăn cái mùa hè này nó mát cái người. Giờ cho ăn gì không chú? Được, nếu anh thích tôi sẽ chiều. Ha, đem tô hủ tiếu qua đây. Dạ. Vậy thôi, cho em thêm miếng sa tế nha, tại vì nó cay cay, ăn nó đã. Được, được hết, đã phục vụ xong hết rồi. Đây, đây hủ tiếu chay. Châu Châu à? À dạ. Ăn đi, ngon lắm. Nhưng mà có quy định ăn vậy là thực khách tới đây ăn là ăn cái tô hủ tiếu này trong vòng 30 giây thôi. Nếu mà ăn không hết tô hủ tiếu này trong 30 giây thì sẽ có chế độ săn sóc đặc biệt. Hiểu chứ hả bạn hả? À là bây giờ mình bắt đầu mình đếm giờ chứ. Bắt đầu, thời gian bắt đầu ăn. 30, 29, 27, 25, 27, 28, 29, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ, vô chế độ đặc biệt. Ông chủ. Ê cái gì vậy? Từ từ, nuốt từ từ. Từ từ. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Còn không nữa. Chắc thôi. Hay quá, hay quá. Cũng thích ngon. Nó nghĩ ra ngon. Trời cái gì? Có cái gì vậy? Có gì cũng ghê hết. Cũng thích ngon, là thủ ngon. Thủ ngon. Nói hai mình là hai thằng, hai thằng trai, đẹp trai. Uống nước ngon. Nhai đi, nhai đi. Có hài lòng gì cái món này không? Ngon. Ngon. Bây giờ mình ăn sáng xong rồi, mình phải ăn tráng miệng chứ, đúng không? Có món tráng miệng luôn hả ông chủ? Cái gì vậy? Này ngon nước. Quá, cái cách mà mình ăn nó cũng ngon. Cảm á. Ủa, biết nước không? Ừ. Được, 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 không sao. Nước nãy ông chủ rửa chân đó mà. Cái gì vậy? Giỡn chơi, giỡn chơi. Mày giỡn cái vậy người ta sợ. Giỡn chơi, giỡn chơi. Đi, món bánh ướt xin bắt đầu. Đó, cái bánh nè, xong bị ướt. Rồi, ăn bánh ướt. Cái này kêu là bánh ướt. Mà nước chai không có nhà. Ăn đi, bánh này tốt lắm. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Ngon lắm đúng không? Cách này vui nè, cách này vui tính nè. Thôi tự nhiên đủ rồi ha. Rồi bây giờ tập thể dục cho nó mau tiêu ông chủ. Đúng rồi. Phụ con, lẹ lên. Bắt đầu. Mang nhẹ. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông chủ? Con làm cái gì vậy? Ba, ba, ba. Cái gì? Bà ba gì? Bà ba tao cho nghỉ việc rồi. Bà nào? Bà ba đâu có đây đâu. Bà ba, đây là bạn trai của con nè. Con là bạn trai của cửa. Cái gì? Bà ba. Ra cậu là cái người mà con Linh hay thường nhắc với tôi đó hả? Bà không biết có nhắc nhiều không nữa. Bà ba kể con nghe. Không sao. Nè em nói nè. Ừ. Trời ơi, tại sao anh nằm bệnh viện mà không nói cho em thăm? Hồi xưa hả em nằm bệnh viện hả? Anh yêu em dễ sợ luôn. Em kêu cái gì anh cũng làm hết á. Bây giờ là bây giờ anh nằm viện rồi cái anh kêu cái gì em cũng làm nữa hay sao? Không có. Anh rất là yêu em. Cái gì anh cũng làm cho em rồi đó. Anh thấy hết nhạc Doraemon cho anh nghe anh nhớ không? Giờ em lại nhạc Doraemon cho anh nghe đi. Anh là Deki. Ba, bạn trai của con. Khen gì? Tôi nghe con Linh nó khen cậu nhiều lắm. Dạ. Đẹp trai, thông minh. Dạ. Ngoài ra cậu còn biết nhảy hip hop gì đó đúng không? Ờ đúng rồi, khen nhiều lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Anh phải nhảy. Được. Nhảy đi. Đừng để vô chế độ săn sóc đặc biệt nữa. Rồi nhạc đi nè, biểu diễn đi nè. Có nhạc không? Vô nhạc. Có nhạc không? Ờ vô. Thôi thôi. Điểm lắm, khe đầu à. Đau, đau cái này lên khe đầu rồi.
mình đang ở trong bệnh viện. Người ta có bệnh thì đưa người ta đi vô khám bệnh, chứ có đâu để cho người ta buồn, người ta đập đầu, người ta tự tử vậy trời. Nè, mới vừa đập đầu tự tử xong. Ờ đúng, chết cha. Dài dột quá vậy, đập đầu tự tử vậy. Chết rồi, cái mặt đỏ ké hà. Không được rồi, đưa lên giường nhanh lên. Đỏ ké, đưa lên giường. Kiểu này, chắc sắp đi rồi quá. Dẫn quái. Ông chánh rác ra, nó xỉu rồi. Thôi chết đi em rồi. Ê, ê, bậy, bậy, bậy. Cái gì? Không làm gì được. Sao vậy má? Con đứa gì hô hấp nhân tạo? Không biết đâu. Dạ, để con. Mở mắt ra mới thấy hô hấp nhân tạo được. Đi ngồi dậy. Đi ngồi dậy. Anh hô hấp nhân tạo cho nha. Dạ. Ui, không, không. Mày không nhớ hấp nhất về hơi đâu. Để tao. Trời ơi. Trời ơi, lửa hết. Được mà. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không, 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 không. Ông hô hấp hay là ông khạc nhổ? Tôi bị viêm xoang, tôi phải làm cho thông cái cuốn họng tôi mới hô hấp được. À vậy hả? Con đố ba chơi đúng như để bác đi ra tâm chớp nghe rồi kìa. Trời ơi, ông tới rồi. Mấy vậy? Ông ta tới nữa à? Các người đang làm gì ở đây? À, phục vụ bệnh nhân. Cứu người. Các người đang phục vụ bệnh nhân. Dạ. Các người ăn bận như vậy có phải là y bác sĩ không? Nói chung là gia đình này thầu cái căng tin ở cái bệnh viện này. Thấy người thầu căng tin chứ không phải là nơi chữa bệnh. Tại sao để cho bệnh nhân ngồi ăn như vậy? Đâu có ăn đâu, đâu có ăn trên cái đây. Cái cung cách này ở đâu dạy? Trường y học có dạy không? Tại đâu có đi học đâu biết. Đứng qua bên này. Dạ. Yêu cầu anh nằm lại. Ông đó. Yêu cầu anh nằm lại xuống đây. Ông chủ vô đâu rồi? Xuống nhà, xuống nhà. Yêu cầu cậu ngồi lại trên chiếc xe lăn kia. Rồi, chết. Hồi nãy người ta làm con như thế nào? Dạ. Làm lại cho ba coi. Bác sĩ. Bác sĩ tôi thông báo cho anh biết nó là con ruột của tôi đó. Hả? Tôi đang làm bệnh viện ở bên kia. Nó muốn qua đây để nó thăm bạn gái của nó. Không ngờ y đức các anh tốt thiệt. Hồi nãy người ta cho con ăn gì? Thì hồi nãy con cũng xin giới thiệu luôn, đây là món bún chay. Người ta cho con ăn như thế nào? Con cho người ta ăn lại để ba coi cùng cách. Dạ. Để ba về ba còn phục vụ được. Phục vụ hả? Hồi nãy tôi thấy cậu đút cho con tôi vậy nè. Ăn đây. Hết vô đây. Vô đây. Chưa hết, còn bánh ướt nữa mà. Con à, cầm cái này cho ba. Ôi, ác lai thì ác báo rồi, chuyện bình thường. Nuốt hết, hồi nãy con tôi không ngã miếng nào. Hai cái rồi. Trời ơi, Thảo dễ sợ luôn. Phiên bản cũ làm bình thường, phiên bản thứ hai có quyền làm lố. Nhai hết nghe, nuốt nghe. Rồi xong, tới ông, leo lên đi, ông không trốn được đâu. À còn cái vụ xịt nước nữa con. Xịt nhiều lắm, xịt mà muốn xịt đi con, xịt đi luôn. Thì cái này bắt kiếm có trồng, này bắt kiếm có trồng rồi. Vậy mà xịt nghiêng. Chết, không được, lao liền, lao liền. Mời ông anh. Dạ bỏ cái gối lên. Tôi không biết giới tính của ông anh như thế nào. Thấy ông anh đè, ông anh hô hấp nhân tạo cho con tôi. Làm lại y chang như hồi nãy. Nghe nó đè con tôi sao y chang vậy tôi coi. Bởi vì học y khoa mỗi người học một trường khác nhau, mỗi người học một ngành khác nhau, nên cách chăm sóc bệnh nhân cũng khác nhau. Tôi thấy bệnh viện này lạ lạ cho nên tôi mời cậu làm. Hồi nãy anh ước á. Cứu. Con người cứu. Bác sĩ tới. Ủa ai bác sĩ cái gì vậy? Trời ơi các người làm loạn hết rồi. Tại sao dám trốn phòng bệnh? Hả? Tại sao đến đây? Uống thuốc chưa? Đây, uống thuốc liền cho tôi. Uống rồi. Trời ơi. Ông này,
tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Đây là bác sĩ mà. Tôi ở chung phòng với anh này. Không có được quậy phá nữa. Tất cả mọi người uống thuốc và về phòng. Hết giờ phục vụ. Đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Gia đình chúng ta đến đây, mời, mời. Mời bác sĩ Dỗm, bệnh nhân Dỗm đến đây. Như vậy là chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện vui. Thì ra là canh chàng này là bệnh nhân tâm thần đã đến cái quán ăn này. Rồi sau đó ông này cũng giả là bác sĩ tới đây luôn. Khánh ơi, sau khi mà bạn bước vào cái hội quán Tiểu Lâm, đặc biệt là trong cái quán ăn này, thì bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ. No bụng chưa? Em sẽ không bao giờ ăn bánh nước và hủ tiếu nữa. Nhưng mà sau đó anh Hoài Linh nó đến đây giải cứu cho bạn. Anh Linh công nhận nha, anh đưa ra những cái chiêu cũng độc đáo ghê luôn vậy đó. Dạ. Rồi tôi kêu là gì đó, gieo nhân nào gặt quả đó, phải không anh? Một tràng pháo tay thật to cho các nghệ sĩ của chúng ta thưa các bạn. Xin cảm ơn vị thực khách đã đến với quán ăn Hội quán Tiểu Lâm vào buổi sáng hôm nay. Mặc dù những cái món ăn mà bạn được phục vụ trong buổi sáng này có thể làm bạn đầy hơi không tiêu suốt cả tuần. Nhưng mà cảm ơn bạn đã đến cũng như là mang đến cho tất cả quý vị khán giả thật nhiều niềm vui. Một lần nữa xin cảm ơn Duy Khánh Châu Châu và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời. Đây, còn bây giờ gia đình chúng ta ha, mình đang ở căng tin của bệnh viện đúng không? Nhưng mà ở trong bệnh viện á, rất nhiều người ngại. Người ta sợ vô bệnh viện, người ta sợ ăn những món ăn của bệnh viện nữa. Thành ra thôi bây giờ mình hãy trang trí lại cái quán của mình để thành một cái quán ăn nào đó nó gần gũi hơn với mọi người. Để chuẩn bị tiếp đón vị thực khách buổi trưa. Vô trong đó tình huống như thế nào, xử lý như thế nào mà nãy giờ hỏi hoài không ai cho trả lời hết đó. Không biết là vô là hội quán Tiểu Lâm có bây giờ vô chổng cho mình ăn thịt chuột không? Đây, thịt chuột ăn không có được nha. Mà ăn không được thì mình phải làm sao? Thôi thì mang một chút hồi hộp, lo âu, hoang mang, sợ sệt, thích thú để bước chân vào hội quán Tiểu Lâm. Mở cửa coi, quán này mà đóng cửa vậy, giống quán tù quá vậy. Mở cửa coi. Chị Cúc Hoa, chị Cúc Hoa, chị Cúc Hoa. Em kêu chị á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi Cúc Hoa không? Cúc Hoa nó hiền lành quá mà, cậu nghe giọng tôi không? Mở cửa coi. Tôi là Tào Thị. Không phải, chị là Cúc Hoa. Tôi là Tào Thị. Trời ơi, Tào Thị khác chưa, em biết chắc chắn chị là Cúc Hoa. Thôi mệt quá, mệt quá. Rồi, tôi họ Tào, tên là Cúc Hoa vậy đi. Vậy là hai trong một gom vô chung luôn đó hả chị? Tào Thị Cúc Hoa. Chị ơi, chị Cúc Hoa nó hiền lắm chị ơi. Không có phải mà giữ với chị đâu, vừa thấy chị chửi xả vô quán người ta vậy đó. Giờ muốn hiền phải không? Ừ. 30 giây. Mở cửa ca. Chị hay quá chị ơi, hiền dữ gì chị làm cũng được hết đó hả? Giờ vậy nè, chị có thể làm lúc hai cái luôn được không? Hai trạng thái đó luôn cho người ta sợ chơi. Được. Hiền nè. Mở cửa coi. Dữ nè. Mở cửa coi. Hiền nè. Mở cửa. Hiền hơn nữa. Hiền mà đau khổ luôn. Mở cửa giùm em đi. Hiền nữa được không? Khóc lóc luôn á. Mở cửa giùm em đi, em lại mà mở. Giữ. Ba nói giùm tao mà. Em tin được chị ơi, em tin chị đó. Bây giờ chị là vừa Tào Thị vừa là Cúc Hoa luôn đó phong chị. Nhưng mà em vẫn thích chị là Cúc Hoa hơn nha. Ủa mà chị đến đây làm chi vậy? Chị nghe nói là cái quán này nè bán quán, cho nên chị tới chị mua quán. Ủa kì. Cái quán này người ta bán đồ ăn, sao chị vô chị mua quán người ta? Ai mà biết đâu, nghe đồn là quán này là bán đồ ăn, nhưng mà chuẩn bị bán quán, chị tới đây chị mua quán. Vậy thì em xin mời chị quay mặt lại đó. Rồi bây giờ chị sẽ kêu người ta mở cửa với chị, mà chị kêu nhẹ nhàng thôi người ta mới mở. Nhẹ nhàng nó không mở là ta dùng vũ lực đó. Dạ. Mở cửa đi. Trời ơi, mở lẹ đi bà, phá quán bây giờ. Mở cửa.
Tại Nghĩa xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Hôm nay quý vị thấy cái gì đặc biệt không ạ? Hội quán của chúng tôi toàn là một màu đỏ rực rỡ, một màu đỏ mãnh liệt, một màu đỏ nồng cháy. Chắc chắn rằng hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có rất nhiều tiết mục, nhiều vị thực khách vô cùng ấn tượng đây. Xin được giới thiệu đầu tiên vợ chồng chủ quán Chí Tài Ngọc Lan, con gái chủ quán Dương Cẩm Linh, người ở của chủ quán Hứa Minh Đạt. Nói thế thôi, cái thật ra anh chàng này tuy là người phục vụ bàn ở đây nhưng mà cũng xem như là một thành viên của gia đình ông bà chủ quán. Thì cả một cái tập thể này luôn luôn mang đến tiếng cười cho mọi người thông qua cái việc tiếp đón những vị thực khách đến với quán của chúng tôi. Một ngày hội quán mở cửa 3 buổi sáng, trưa, chiều, tối. Và cứ mỗi buổi sáng có người đến ăn, buổi trưa có người đến ăn, chiều tối có người tới ăn. Tổng cộng là 3 người tới trong một ngày. Ba người tới trong ngày không biết sao mà thu đủ vốn nữa. Nhưng mà cái lời ở đây chính là tiếng cười mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Nếu như người chơi cảm thấy bị thách thức khó quá thì người chơi có thể nhờ một nhân vật bí ẩn giải cứu. Cũng như là khán giả, nếu như xem thấy thực khách của chúng ta đây bị bức bách dữ quá thì hãy nhấn nút và lúc đó thực khách bí ẩn của chúng tôi sẽ đến tiếp cứu cho vị thực khách này. Còn bây giờ thì cả quán chúng ta với một cái màu đỏ nồng nàn rực rỡ như vậy, hãy cùng sắn tay vào bếp chuẩn bị những món ăn thật ngon để chào đón vị thực khách đầu tiên của buổi sáng. Mình nghĩ bốn người này đã là chủ sĩ của chương trình rồi thì chắc chắn là sẽ những người rất là cũng không phải là hiền từ gì đâu, nên ra là người nào cũng đáng sợ hết. Đối với những cao thủ á, là mình không có phải là mình cường điệu, mình bạo lực, mình đối xử ngược lại, không có vậy. Nghĩ Văn sẽ dùng một cách thức khác, tức là mình cứ bình tĩnh, mình cứ vô tư. Nói chung là trong cái võ hiệp á, trong chuyện kiếm hiệp, những người nào mà cao thủ á thường thì rất là thầm lặng, thì mình sẽ lòng người thầm lặng, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Văn thấy không, hôm nay Văn đến Hội Quán Tiếu Lâm thì được rất nhiều khán giả ủng hộ. Họ ủng hộ thứ nhất là bởi vì họ yêu mến Văn. Cái thứ hai là bởi vì họ muốn Văn có một cái tinh thần thật là tốt trước khi bước vào cái hội quán này. Nơi đây có những con người mà có thể là sẽ hành hạ bạn, có thể sẽ dù dập bạn, thậm chí có thể chà đạp bạn. Thành ra thêm một tràng vỗ tay nữa, đồng viên tinh thần cho anh ấy nào. Văn thường là những ngày rảnh rỗi ngoài công việc đi quay phim, đi hát thì Văn thích đi đâu nè? Thường thì Vĩ Văn sẽ dành những thời gian mà rảnh sẽ gặp bạn bè, tụ tập, nấu ăn, đi xem phim và đi nghe nhạc. Có đi chơi xa không? Đi chơi xa cũng thích nhưng mà phải đi xa thiệt xa và phải ở lâu thiệt lâu, khoảng 1-2 tháng thì Văn mới muốn đi, còn nếu đi 2-3 ngày thì ít. Thường thì với Đại Nghĩa là những cái ngày rảnh rỗi mà ví dụ như cũng được khoảng một tuần lễ nha, thì thích đi du lịch ở những cái miền biển, ở những cái vùng biển á, bởi vì nơi đó nắng gió nó làm cho mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất là nhiều. Văn cũng rất thích đi biển nhưng mà Văn có một cái nỗi khổ là Văn không có phơi nắng được. À, tại nếu mà phơi nắng thì sẽ bị dữ. À, như vậy phải không? Người ta kêu là ghét của nào trời trao của nấy nha. Thành ra là hôm nay mời Văn đến với vùng biển, một cái bãi biển thật là đẹp, thật là lãng mạn. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ có cho bạn một cái túi, trong đây là rất nhiều những cái vật dụng cần thiết cho bạn cho cái cuộc hành trình này. Bây giờ mình phải đi biển. Đi biển chơi. Và mọi thứ nằm trong đây hết rồi. Chắc có lẽ là như vậy. Anh nghĩ chuẩn bị cho Văn hết rồi. Đầy đủ hết, yên tâm. Có kem chống nắng không? Không. Một tràng vỗ tay thật to để chào đón buổi sáng của Hứa Vũ Văn khi đến với Hội Quán Tiếu Lâm. Dễ thương chưa? Chào hai anh. Ra đi. Oh wow. Quán Tiếu Lâm xin mời. À, chào mừng, chào mừng quý khách đến đây. Chào anh. Trời ơi. Dạ. Đẹp trai quá đi. Ôi trời ơi, bữa nay mà mở hàng mà một người đẹp trai thì chắc là bữa nay là bán khá lắm đó. Hay lắm chủ. Dạ mời quý khách ngồi, mời quý khách ngồi. Ở đây bán quán chưa ngồi. Hải sản hả? Ở quán em là có cháo lòng nè, cơm tấm nè, phở nè, bánh canh nè, hủ tiếu nè, vân vân và vân vân nè. Đi biển phải ăn hải sản ốc hương có không? Ốc hương đồ hả anh?
Dạ, dạ mời có anh hết, có hết. Dạ mời anh ăn bún mắm. Biểu anh ăn bún mắm đó mới hay. Xin lỗi tại nó vừa mới bán hết á. Dạ. Còn bún mắm mà ăn đỡ đi ha. Phải bắt ăn á, ông chủ em khó lắm. Cái này không phải bún mắm như là bún và mắm ruốc. Thì đó. Bún và mắm. Bún mắm. Để cái bên gọi là bún mắm. Nhưng mà mình đi biển thì mình phải ngắm biển chứ làm sao mà tiện vô ăn bún mắm. Mình vô mình ăn trước rồi mình đi ngắm biển. Ăn đi. Ăn là có sức ăn. Qua đây ngồi. Đi biển mà ăn bún mắm nó mới lạ chứ. Tại vì em thì em cũng rất thích ăn bún mắm nhưng mà tại vì em không ăn tinh bột. Em ăn thịt không à. À vậy thôi ăn mắm không đi. Không có mập. Từ không. Rồi húp cho lẹ đi ha. Tao có mập. Ăn bún mắm chấm vô đàng hoàng. Phải tự chấm rồi, ông chủ tôi chấm là mệt lắm đó. À tôi chấm là chấm nhiều lắm nha. Rồi. Đó, có rồi đó, có mùi đó, đó cho ta thấy rồi đó. Ê, đừng nhăn à. Phải gấp, phải gấp rồi, phải gấp rồi. Phải gấp rồi. Hai gấp, gấp cuối cùng đi. Trời ơi, mày làm để rùi nó ngu quá vậy đã. Cái mắm gì mà nó mặn lòi ấy. Trời ơi, mắm không mặn đâu kia bằng mắm. Ê. Chắc no rồi, khách no rồi đâu, không chủ chắc... à. Thôi uống miếng coca đi. Còn đâu rồi đã? Dạ. Nước ngọt đâu? Đây, đây, nước xuống ngọt đây. Dạ, dạ. Hai anh. Uống đi. Uống nhiều nhiều đi nha. Từ từ bình tĩnh lại. Rồi đứng dậy đi, đứng dạ. Dậy đứng dậy. Lắc đi cho nó đều ha. Dạ. Đi biển thấy vui không? Vui vậy thôi giờ chào hai anh em đi về em đi. Về cái gì mà về? Vậy vô quán chưa được. Lắm. Về cái gì? Ở lại chơi nha. Ở biển này nè là anh đi biển là anh phải am hiểu về biển đồ. À. Phải biết rồi những loại cá đồ. Phải am hiểu những loại cá bơi tung tăng dưới biển đồ. À biết có con cá nào mà nó không được đẹp không? À là cái gì vậy ông chủ? Là cá sấu. À. Đúng không? À, biết cá này là cái gì không? Cái gì đâu? Còn cái gì vậy? Cá sạc. À, nó ăn cái bị sạc đó. Rồi, ở biển mà có con cá mà bị béo phì á là con cá mập. À. Cái bụt ta gọi là cá ông tiên. Đó, rồi bây giờ anh biết mấy loại cá anh kể nghe chơi không? Đâu biết cái nào kể tôi nghe một hai cái cũng được. Một hai con cá biển. Cá ngoài biển có cá ngựa. Cá ngựa người ta kêu là cá gì? Con cá giống con ngựa đó. Ví dụ như con cá nó điệu thì người ta kêu là cá ngựa. Ngựa. Ờ. Đó, anh đảo lên vậy. Nói nó có dần như tôi. Đảo lên vậy. Tôi đổ anh cá này cá gì nè? Con cá. Là cá gì biết không? Tao còn đoán ra đó. Cái gì? Là con cá la hán á. Ủa con cá la hán là ở sông mà đâu có ở biển. Cá này em làm không? La nè. Thầy Vinh. À biết rồi. Con cá. Con cá chùi kiến. Con cá chùi kiến. Bài quá cậu ơi, đi biển vui nè. Là nhìn tướng tá nhìn vậy là sang quá ha. Chủ biết. À nhìn cái tướng này là đẹp đẹp nha. À có một con cá nữa. Cái gì anh vừa phát hiện cái gì? Cá bóng. Cái này là giống nhất à. Cái gì là được rồi. Cá bóng. À, đúng rồi. Thấy tướng tá anh vậy chắc là anh là tiếp thị đúng không? Anh ra biển anh tiếp thị đồ hả? À, đúng rồi, nhìn tướng tá đẹp trai bảnh bao thì tiếp thị, biết tiếp thị gì ông có gì ông chủ rồi ủng hộ chưa? À, không phải tiếp thị mà dân về biết tiếp không, thị không mà. Phải tiếp thị mình đi trời du lịch quá trời đồ luôn nè. Đúng rồi đi, anh là tiếp thị đi ba lô đi du lịch một mình thôi à? Không có trời nói hip hop luôn nè ông chủ. Đâu có, này cái quần bơi. Cái này cái quần bơi. À, tiếp thị quần bơi hả? Cái này bán hả? Tiếp thị không, cái này để một lát nữa đi tắm biển mà bơi mà. Không có đại giá con nguyên chắc bán nè. Tiếp thị quá trời đồ. Ủa luôn mà tại sao anh lục đồ của người ta kỳ vậy? Đây em nhìn em phải nghiên cứu rồi anh rồi. Bán đồ nó bán đồ đi nó mắc cỡ thôi nè. Bây giờ là chú được cũng thích bơi lội lắm mà muốn mua cái quần này mà bây giờ không biết là bận vô cái nó ra làm sao. Dạ quần này em không có bán, em quần này của em mặc lắm đi bơi. Mang thôi, mang cái thử coi có đẹp thì lát em bơi em sẽ mặc. Vô đi, mặc vô đi, thích tôi mua ủng hộ em mà. Quán gì kỳ vậy, quán gì ép người mặc quần đi anh, cứ ngồi mặc bình thường cái gì đâu ép mà. Vô cái quán tôi vui lắm, vui là chính. Dạ quần này của em mặc lát em đi bơi. Đó. Đẹp liền đấy. Trời công nhận
Trời, cái tướng em cũng giống người mẫu nữa chứ ta. Sao? Ê, chẳng lẽ anh biểu diễn mấy cái catwalk đồ cho em coi luôn anh. Anh hay quá anh. Dặn nhạc lên, dặn nhạc lên, dặn nhạc lên. Trời, tướng anh hay quá. Làm luôn đi anh. Nhạc luôn lên ơi. Ê, trời ơi, catwalk luôn anh ơi. Yeah. Hay quá. Đi từ đây qua đi, từ đây qua. Hay luôn. Qua lòng lòng mấy cá luôn nè anh. Lòng lòng rồi, xong rồi, xong rồi. Ê! Trời ơi, mặt đẹp mà. Đẹp. Mặt đẹp mà. Ôi, được rồi, được rồi, vậy được rồi. Một lát nữa đi bơi sẽ mặc. Thôi bây giờ vậy nè, đi biển ở đây nè, khu của em là bảo vệ vùng biển này nữa. Mà anh đi biển biết bơi không vậy? Biết chứ. Biết hả? Hay không quá. Phải thử nghiệm hay liền quá. Chứ. Tôi không nghi ngờ lắm. Chú thì tuy ở ngoài biển buôn bán lâu rồi mà bơi dở lắm. Đây con có thể chỉ đi biển á, đi biển là phải biết bơi đàng hoàng, tôi phải trắc nghiệm chứ đi lòng lòng quay không ai quan sát anh là nguy hiểm lắm. Đúng bây rồi. Giờ anh biết bơi gì vậy? Anh biết bơi kiểu gì? Bơi bơi ốc á. Bơi ốc là bơi sao? Bơi ốc là mình cứ bám cái này nè, đó, bám xung quanh vậy nè, đó gọi là bơi ốc. Đó gì đó gọi là bơi ốc, bám. Lạ quá. Đúng rồi. Bơi ốc luôn à. Đúng rồi, bơi nó vui lắm. Không à, đi em anh bơi mấy loại khác đi để em biết em có gì á, em phải theo dõi anh chứ. Đi bơi là phải trời ơi trang bị đồ bơi quá trời luôn. Trời ơi. Có luôn hả? Ba. Anh giật luôn đi anh ơi. Trời ơi có lặn luôn hả? Rồi. Dịch rồi, dịch. Anh mang cái dịch vô đi, bơi thử em coi. Trời. Mê lắm. Thì ra biển bơi sao tiếng cái trong cái quán ở đây bơi. Cũng là biển mà. Ủa sao đâu rồi bước xuống là biển rồi kìa. Đi cấp quá chồng đi. Đi. Hay đó. Vô. Qua đâu. Từ đó qua đi. Chân quốc. Bơi. Diễn ra quá. Đẹp quá. Cái người đẹp làm gì cũng đẹp luôn á. Đẹp thiệt, đẹp thiệt. Bơi. Anh không có khuất gì vậy? Đó, giờ xong hết rồi. Giờ tặng hai anh luôn nè. Thôi, cái gì của anh mà, bảy đồ anh buôn bán mà. Đi. Đây, từ từ, bán nhiều. Thôi. Ai. Khách hả? À? Tiếp thị. Anh tiếp thị, nãy giờ anh tiếp thị mấy cái mặt hàng này quá khách, trời luôn. Đẹp lắm mà chú. Thị luôn. Đó hả? Ừ. Bán gì đâu có lôi ra. Đây nè, chứng dịch rồi nè, đồ bơi nè. Thì ra quán này là quán... bia ôm hả? Bia ôm. Cái bia ôm gì vậy? Cái này là ba vợ tôi. Chú. Cái này là con gái chú. Ôi là vợ con gái. Ừ. Thì là hai mẹ con sinh đôi hả? Có vậy? Vợ nhỏ. Vợ em. Dạ chào chị. Dạ. Ừ. Chào em. Chào anh. Thấy anh đem đồ bơi đồ. Có con bán gì đã? Nãy giờ em cứ ngắt. Tiếp thị gì anh? Cái này là cái gì vậy con? Xương sa hả? Cái này là cái đồ để đắp da mặt che nắng. Đắp sao? Ủa đắp sao? Con thấy lạ cũng muốn mua. Khi nè. Mình phơi nắng thì mình che lại thì nó đỡ bị ánh nắng mặt trời chiếu. Ủa vậy cái mặt chú này che sao đủ? Để chống tia cực tím của biển. Nhưng mà về chống thì có xung quanh nó cũng bị rồi. Xung quanh này nó có collagen nữa nên ra là đắp vô là đẹp lắm. Đó, rất là đẹp. Đó. Trời ơi, giờ em mới biết. Thôi, em không mua cái này đâu. Em mới biết cái này là dụng cụ che mắt á, che mặt cái mũi hả? Đúng rồi. Chỗ này em đeo vô nè. Trời ơi, giống sinh nhân điện quang quá. Ra thì mình cũng tới đây để mình tiếp thị những cái món đồ này đâm ra là à vậy hả? Rất là hỏi thiệt con này là cái gì đi chứ con nói này giờ bác thấy vô lý lắm. Không, đúng này là che mặt để dưỡng da chống nắng ở ngoài bãi biển. Còn tác dụng thứ hai, còn cái sử dụng thứ hai đó là dùng cho gì? Các bạn gái để tôn lên cái vòng một. Em nghĩ là anh có thể mua cho vợ của anh. Rồi thôi được rồi, chúc môn ha. Chúc hay được. Nghe anh thích cái quần này đúng không? Được rồi. Bán quần này tranh luôn nè. Rồi rồi, tôi lấy hết á. Em sẽ giảm giá 20%. Mời em muốn mắm rồi. Rồi bây giờ mời em cái nè. Mà tôi thấy ngại quá tại vì mà quán mình bán hải sản mà mời em muốn mắm kỳ quá. Trời anh. Ủa bà có gì đó? Con mở bao. Trời ơi, hải sản con, hải sản. Ha. Muốn ăn hải sản không? Em không mời. À cô mực hả? Rồi cảm ơn chị. Đó, đi biển phải ăn đồ biển chứ. Ê! Cái gì vậy? Ngon quá. Trời ơi, nãy ta ăn bình thường thôi đâu. Đâu
miếng nước đi con, ăn thêm đi con, ăn thêm đi. Ngon quá. Chị ngon lắm à, em nãy giờ người ta ăn bình thường không sao hết trơn trời ơi. Trời nè, hai mẹ con ăn à. Bà la, cái đó bà đem cái gì vậy, sống gì ra. Không lẽ tôi là quỷ không, tôi ăn nãy giờ tôi không thấy gì hết trơn. Chắc ăn cậu lạ đó. Uống nước đi anh ơi. Cảm ơn em. Uống đi, uống đi, uống đi. Anh đây Phật mà. Em muốn đi, em muốn nè, em muốn hả? Ok anh uống giống em luôn nè. Trời em uống có nước thiệt đàng hoàng nè. Anh cũng nước thiệt nè. Hay quá. Uống vô. Này lạ, uống vô phun vậy hả? Cũng có vẻ là không được tốt lắm. Ba em cũng vậy. Nói chung là có mình em là dễ thương nhất nhà. Em thích chơi với cái gì nhẹ nhàng, dễ thương, liên quan tới biển à. Không ăn uống gì như mẹ em đâu. Ha. Bây giờ em muốn anh đi biển á thì anh phải chơi trò này với em. Chẳng hạn như mình đi biển mình biết mấy con cá mà phải không? Anh biết cá không? Biết. Vậy thì con cá nó bơi làm sao? Anh bơi cho em coi được không? Cá hả? Ừ. Cá thì nó bơi. Không, nó bơi làm sao? Ví dụ như nè nó bơi làm sao? Anh biểu diễn cho em coi đi. Mấy cái này là đơn giản nhất. Nó trong gia đình em, em làm chơi nhẹ nhàng lắm. Giờ bơi đúng không? Đúng rồi. Chuyện nhỏ thôi, mình bơi gì vậy? Bơi thì giờ tập bơi là bơi cá là đúng không? Bơi cá. Cá gì? Mỹ nhân ngư. Ôi, bơi Mỹ nhân ngư hả? Rồi. Bơi được cá đuối không nè? Cá đuối bơi sao nè? Anh ơi, anh hả? Anh bơi tôm đi anh. Hả? Bơi tôm đi bơi sao? Con tôm hả? Gì nè. Rồi bây giờ em muốn con lươn biển. Con gì nữa con? Con lươn biển. Lươn biển. Trời sao con muốn nhiều vậy? Con bơi trước kiểu con lươn biển cho anh biển. Coi đi con. Em nghĩ là nè, con lươn nó dài vậy nè. Đó. Đó. Bơi 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 bơi. Bơi bơi vậy đó. Trong con lươn bị liệt quá con ơi. Bơi cái tay không có chân không bơi. Chết rồi. Cái này không có giống con lươn lắm. Đó rồi. Đó bây giờ làm sao cho giống con lươn. Con làm cho bơi trên ghế được không? Con lươn biển là phải bơi, nó bơi mạnh bạo lắm, nó phải cỡ rồi. Này đây nè. Nó phải cỡ này nè. Trời ơi. Nói chung là phải mua đồ ủng hộ ảnh đi, ảnh tiếp thị đồ là ông chủ phải mua cái quần nè. Rồi cô chủ là phải mua là coi thế nào phải mua chai. Tiếp thị gì kỳ anh? Anh bán mấy đồ hết đát sử dụng vậy? Đâu có đâu, chai dầu thơm. Hết hạn sử dụng rồi. Đâu có đâu. Nhưng mà nó hết hạn sử dụng rồi. Làm mấy? Trời ơi, tiếp thị cái gì? Hết hạn sử dụng là sao? Cái gì vậy? Trời ơi. Lừa đảo không? Sao bán mấy đồ hết hạn sử dụng vậy? Dạ. Mày làm gì mà sáng giờ tao kiếm mày quá trời vậy? Qua bên đây. Trời ơi trời. Dạ. Ông làm bạn này hả? Trời ơi bán buôn bán gì? Tụi tôi là bạn với nhau. Tụi tôi cùng làm tiếp thị. Dạ có gì mà bán đồ hết hàng sử dụng hả? Bán đồ hết hàng lừa đảo hả? Sao kỳ cục vậy? Xin lỗi anh. Không sao không sao. Dạ mày hết hàng sử dụng mà em không biết. Anh chị. Trời ơi sao mày bài biển ra tùm lum la vậy? Cái đồ này. Mấy cái này mày tiếp thị là mày nói sao với người ta? Hả chú, hồi nãy cái này nó tiếp thị là nó nói làm cái gì? Nó nói là đắp trên mặt. Bậy bạ. Cái này mà đắp trên mặt cái gì? Làm tiếp thị á là mình phải hiểu rõ cái sản phẩm nó là cái gì. Nói chung á là cái này giúp cho đồi núi bà cao hơn. Vậy bà ở dưới biển đâu có biết lúc nào nước biển nó dâng, hiểu không? Với lại cái này nó nổi, nó thay thế cái phao khi bà ở biển. Cái mặt biển. Còn cái ống đâu rồi? Mày bỏ cái ống đâu? Đây. Dạ, cái này rất cần cho ông trong lúc tuổi già. Sao vậy? Dạ, cái này coi như thay thế cái ống ông thở oxy đó. À vậy? Mày quá ha. Còn cái kiến này là giúp cho cậu kia. Thay vì cậu đeo cái kiến nó nhỏ quá, nó thấy chỉ có bên lớn vậy thôi. Cậu cầm cái này vô, nó sẽ bự hơn. Xuống biển là có mắt kiến đeo luôn hả?
Không, ở trên bờ đeo cũng được. Đó. Ở trên bờ đeo cũng được. À, chỉ có một cái là họ nói mình khùng thôi. Đó. Đây, đó là tao chỉ cho mày. Dạ. Đi tiếp thị mà không biết cái gì hết trơn á trời. Em quên tại vì còn về cái phần mà cái đúng rồi, đúng rồi, bán đồ hết hạn sử dụng cho ta sử dụng, người ta chép đồ hết hạn vậy chống nắng gì. À không phải, không phải, cái đồ này á là cái đồ hết hạn. À, đúng rồi, giao trả cho công ty. Đúng rồi. Cái vỏ này mới là cái vỏ của nó nè. Mà nó xách đi lộn. Dạ thôi nói chung là chỉ tới đây để tiếp thị vậy thôi. Chứ cũng mấy cô mấy chú cũng đâu có mua cái nào đâu. Đúng rồi. Không, tầng tới đây thì nói không tốn em... miếng không. Đúng rồi. Mà chưa được đồng nào hết. Đúng rồi. Vậy chỉ có ra là xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm một cái gì. Xin mời anh chàng Hứa Vĩ Văn lại đây nào. Một cái kỳ nghỉ biển đi du lịch đáng nhớ nhất của Hứa Vĩ Văn. Chưa bao giờ đi du lịch mà bị người ta hành hạ đến mức độ như vậy. Ngày hôm nay thì Hứa Vĩ Văn đã có một cái chuyến đi du lịch biển cùng với gia đình của hội quán Tiêu Lâm. Tuy là hơi khó khăn cho anh chàng này nhưng mà đã mang lại rất nhiều niềm vui, mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Một tràng vỗ tay thật to dành cho Hứa Vĩ Văn. Xin cảm ơn Hoài Linh đã giải cứu Hứa Vĩ Văn kịp thời. Rồi bây giờ xin mời hai anh em đi tiếp nha, cuộc hành trình của mình. Mới buổi sáng mà coi bộ gia đình mình đã bày ra nhiều trò quá. Trưng ra cả một cái miền biển như vậy, bao nhiêu con cá nó giả thiệt là giả vậy đó. Chẳng biết buổi trưa mình sẽ tới cái phong cách gì đây, cái màu sắc gì đây để chào đón vị thực khách tiếp theo. Tiết lộ được không? Bí mật bao giờ nó cũng sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy cùng chào đón vị thực khách của buổi trưa để xem vị thực khách đó sẽ phải đối đầu với điều gì ở cái hội quán Tiêu Lâm này nha. Chuẩn bị dọn dẹp đón khách buổi trưa nào. Một cá vô. Khi mà tới đây thì chưa gì thì đã thấy một cái sự gọi là hài hước và vui nhộn của tất cả mọi người mang lại. Để hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ diễn ra thật là thành công và tốt đẹp. Theo như Miu Lê tưởng tượng thì trong hội quán Tiêu Lâm sẽ có những pha hành hạ. Chắc chắn là như vậy, tại vì là những cái mô típ mà ta những nghệ sĩ hài hàng đầu của Việt Nam như vậy thì tôi nghĩ là sẽ là hành hạ khách mời, hoặc là kiểu mà ghim hàng khách mời, hoặc là sắp phải trải qua một cái gì đó rất là kinh khủng. Cho nên là luôn luôn chuẩn bị sẵn một cái tinh thần là cẩn thận trước bất cứ mọi tình huống. Chào em gái. Chào anh. Chào tất cả mọi người. Thấy khán giả ở đây sao? Khán giả ở đây hết sức là cuồng nhiệt đúng không? Anh ơi em sợ quá. Sao sợ? Mọi người ủng hộ bạn mà. Anh bước ra anh chào em gái một cái mà gương mặt anh đầy sự nguy hiểm. Chào em gái. Nghĩ sao vậy, gương mặt này mà nguy hiểm. Đây là một gương mặt thánh thiện nhất. Gương mặt nguy hiểm là đây nè đó. À, đây nè, đó. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Gương mặt này mới nguy hiểm, còn gương mặt này là gương mặt thánh thiện. Còn bây giờ, mời Miu Lê đến với hội quán Tiêu Lâm. Mở cửa ra nào. Ghê chưa, ghê chưa. Mới mở ra một cái là thấy kinh dị liền, thấy chưa. Cố gắng nha. Cô đã tới rồi à. Hay quá, cô vô đây. Cô chờ cô lâu lắm rồi. Trời ơi, cô biết tại sao đang có mặt ở đây không? Dạ chưa. Chẳng giấu gì cô, tôi có gia đình rồi. Nhưng mà vợ tôi á thì bả lại không có ở nhà. Con tôi thì đi du học nước ngoài. Tôi buồn quá. Mà tôi thì sợ nổi cô đơn lắm. Cho nên tôi mới làm một hợp đồng thuê cô về làm vợ tôi chỉ một ngày thôi. Sao không được? Có trả tiền đàng hoàng mà. Làm vợ chỉ một ngày thôi. Chỉ là sinh hoạt bình thường chứ không có gì ngoài những cái sinh hoạt lo lắng chăm sóc cho một người chồng. Cô không phải làm gì hết. Đừng có nói cô nghe. Vợ tôi thì tuy ngoài cái tánh bà hơi dữ chút xíu, nhưng mà bà biết lo lắng cho chồng lắm. Chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, miếng uống. À quên hỏi, cô có biết nấu ăn không? Dạ biết. Tôi thích nhất là món bánh canh. Cô biết nấu bánh canh làm sao không? Thì mình làm nhào bột xong rồi cắt bánh canh xong rồi
nấu nước dùng, nấu giò heo với xương, nấu xong rồi múc ra tô, rồi bỏ hành ngò, rồi nêm. Nêm trước rồi mới múc ra tô, rồi nêm hành ngò, xong rồi ăn. Oh, hay ha. Nhưng mà cái đó là những cái bánh canh người ta, người bình thường người ta nấu. Dạ. Còn ở nhà này á, đặc biệt, vợ tôi làm món bánh canh rất đặc biệt. Dạ. Bây giờ bà có để lại cho tôi ăn, không mấy gì tôi với cô ăn chung nha. Dạ. Đây, có thấy không? Bánh. Đây là bánh. Đây là canh. Ăn thì nó cũng đơn giản, dễ ăn lắm, không có nấu cầu kỳ với cô. Mà phải là nhào bột rồi, rồi luộc thịt thì cái mất thì giờ. Đây mua cái bánh về, canh nấu sẵn ha, để trình tuần lễ rồi mình thăm là mình ăn. Bây giờ mình ăn miếng bánh, rồi mình uống miếng canh, là người ta gọi là ăn bánh canh. Chào chú nha. Chồng hả chú? Chồng chứ, thuê làm vợ mới kêu chồng, đừng kêu chú. Đừng kêu chú. Bị bả. Ăn nghe. Dạ, bánh nè. Đó. Miếng canh. What? Canh thử thiệt đi. Canh này là nước canh thiệt mà. Nó có thịt mỡ là lậm bọng nè. Rồi sao ăn ngon rồi ổn chết hả? Ngon lắm trời ơi. Ăn ăn đi ha. Giờ chồng cứ vợ ăn nha. Ôi chết à. Ôm nè đó, ôm. Đó, thấy không? Ngọt mà mình ăn với đồ mặn nó ghê quá. Đó, bởi vậy vợ tôi lo cho ăn mỗi ngày. Đây này, bây giờ thì chồng nói cho vợ nghe. Chồng á. Bây giờ á, vợ ngoài cái vấn đề lo lắng ha, thức ăn, thức uống, còn cái vấn đề gọi là sức khỏe cho chồng. Đó, bây giờ mệt quá. Bây giờ vợ có thể đấm bóp cho chồng được không? Dạ được, đấm bóp thì dễ mà. Đấm bóp, đấm bóp, đấm bóp. Thôi tội. Thương. Thương. Đây là vợ là phải vậy đó, phải không? Bây giờ nè, tôi biết hát không? Dạ biết. Hát gì ru cho chồng ngủ coi. Dạ, bài Túp Lều Lý Tưởng. Được, rồi, nhớ tao đâu hát đó nha. Bài Lá Sông Ca được. Rồi, vô. Nhảy đi, hãy nhảy nữa. Đi nó bồi, hãy nhảy đi. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong màng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp quá dưới túp lều tình. Rồi mình đi kiếm nước xanh, mình kết làm mình. Rồi mình sinh con chúc sinh trồng hết chung. Ngoài vườn hoa cũng qua mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình nhắn chị hằng. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Ôi vui quá. Vui quá. Hey. Ngựa. Mày làm cái gì vậy? Tụi vừa làm cái trò gì vậy? Tao làm trò gì? Tụi mới vừa cởi ngựa vô thấy cái hình ảnh ngang trái gì đây? Đâu ngang trái? Bà chủ vừa đi mà ông chủ làm cái trò gì vậy? Ai đây? Vợ tao. Có gì kỳ vậy? Bà chủ là ai? Cái gì? Trời ơi, ông chủ làm mấy cái trò lén phén vậy hả? Không ổn rồi, làm sao vợ ông chủ, làm sao ông chủ bỏ vợ ông chủ hả? Cô này hơn nghiệp vợ của ông chủ. Mày không biết gì trơn á. Vợ tao tuy tao rất thương bà, nhưng mà bà rất là dữ. Ngày nào bà cũng hành hạ, bắt tôi đi làm đủ thứ. Nè, nấu ăn của tao, cái gì đi chợ của tao ha. Cái gì mà đụng chút xíu là bà cằn nhằn à. Bà chủ là, ông chủ là một người xinh đẹp, giỏi giang. Biết rồi. Hát hay,
múa giỏi. Ai da, đi cắn lưỡi rồi. Có nói gì sai sai không? Tao nghĩ mình sai chỗ múa lưỡi đó. Nhưng mà cô này hơn được không? Ồ, được không? Dĩ nhiên là phải hơn tao mới cưới làm vợ chứ. Bây giờ con không tin. Bây giờ ông chủ phải bắt cái cô vợ này của ông chủ gì đó múa mà phải quánh dây da rồi kìa. Cái gì? Em kiểu cao bồi gì hả? Hồi bà chủ là chuyên gia lấy cái dây này bắt bò nè. Giờ tháo ra bắt cô này vừa nhảy vừa hát mới hơn bà chủ được chứ. Em làm đi, làm cho nó khỏi đi. Ủng hộ ông chủ chứ. Thằng này đó là ô xin mà làm như ông nội mình vậy đó. Giờ làm cho vừa lòng nó đi, để chứng tỏ mình là hơn vợ của anh nha. Đây, vừa múa, vừa hát, vừa nhảy dây đó. Vừa cởi ngựa luôn, cởi ngựa với tôi hồi nãy đó. Bây giờ tưởng tượng ông chủ là bò nè. Thì muốn bắt ông chủ rồi thôi. Dạ lại. Phải tập như vậy. Cởi ngựa, cởi ngựa. Hay quá. Cái gì? Đây. Bắt con đánh bò đó hả? Đây. Bắt con bò về đi. Bắt con bò vô chuồng đi. Hay quá. Cái cô này đâu thấy ủng hộ ông chủ. Ông chủ có sự lựa chọn đính chín chắn rồi đó. Được không? Coi như là cũng xinh đẹp hơn bà chủ nè. Giỏi giang hơn bà chủ nè. Biết bắt bò, biết bắt ông chủ luôn là hay lắm rồi. Ủa, ông chủ có sự lựa chọn hay quá. Nhưng mà con chở với ông chủ hồi đó giờ là hả, mặc dù bà chủ hung dữ vậy đó, mặc dù sao đi nữa mà bà chủ lúc nào cũng hết mực yêu ông chủ hết. Cô này có yêu ông chủ không? Có chứ. Giờ đặt cái tình huống vậy đi. Ê, mày làm gì mày? Giờ tình huống ông chủ lại đây. Cái gì vậy? Con uy hiếp bắn ông chủ. Cô gái này phải làm cách nào để giải cứu được ông chủ. Phải nói làm sao, lý lẽ làm sao. Bây giờ tôi đang bị khùng điên, tôi đang muốn giết người. Không bắn ông chủ tôi, bây giờ ông chịu trả lương cho tôi. Bây giờ tôi bắn, bây giờ bà làm cách nào để giải thoát cho ông bây giờ. Bây giờ sao? Cái súng này là súng giả. Bắn đùng đùng nghe khéo khéo không tôi đâu có chết. Cái súng này mới súng thiệt nè, bắn nghe một cái ấy. Bây giờ làm cách nào tôi buông cây súng xuống. Tôi phải suy nghĩ cái gì để giải cứu chồng mình đi chứ. Đang nổi loạn anh rồi. Bắn đi. Hả? Tại ông không đâu trả lương cho tôi đâu. Hả? Cái gì? Thì bắn đi, tại vì đâu phải vợ chồng thiệt đâu. Trời ơi. Cái gì vậy? Bây giờ vậy, muốn cứu chồng cô thì bây giờ tôi nói cái gì cô có phải làm theo điều đó thì cô mới cứu thoát được chồng cô. Hiểu chưa? Bây giờ bỏ cây súng đó xuống. Bỏ súng xuống đi em. Đi lên đây. Múa kiểu lăng quăng cho tôi coi. Múa kiểu cóc cho tôi coi. Cóc. Con cóc múa sao? Ra đây mà xem. Con gì nó ngồi trong hang. Nó đưa cái lưng ra ngoài. Nó là con cóc. Con cóc. Con cóc nó ngồi trong góc. Nó đưa cái lưng ra ngoài. Nó là cóc con. Ra đây mà xem. Con gì nó ngồi trong khe. Nó đưa cái tai ra ngoài. Nó là con chó. Con chó. Con chó nó ngồi cho con. Nó là con chó con. Thấy vui vui rồi đó. Thấy được không? Vậy là được rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói gì là cô phải làm đó đúng không? Là tôi mới tha cho ổng. Bây giờ cầm cái súng này. Bắn ổng cho tôi. Mày à. Đúng. Ông chủ ơi, ông chủ đã lựa đúng người, cô gái này thông minh quá rồi. Đúng. Hay là chết bao lần rồi, hai thằng ra hai súng này súng giả không à, thôi dẹp đi. Hay quá ông chủ, con ủng hộ ông chủ cưới cô này làm vợ. Bỏ bà chủ đi. Trời ơi, bà chủ nhầm nhò. Vậy là thường lắm. Bà chủ nhầm nhò vậy đó. Chết trời. Trời ơi, chạy xe ô tô tới rồi. Ta chạy xe hơi tới có thấy mở cửa ra rồi người ta bỗng đẩy cửa vô. Ồ, vậy hả? Tưởng đâu cái gì đây chứ. Ai đây? Tôi đi mới có một ngày thôi mà dắt gái về nhà là sao? Con này không phải gái chứ ai đây? Ủa, không phải gái hả? Đây là vợ anh mà. Hả? Chị dám nói gì luôn hả? Cái gì vậy hả? Rồi có cái chuyện gì vậy? Tôi là cái gì của ông hả? Là vợ ông chủ là luôn. Vợ tôi rồi còn đây là cái gì của ông? Cũng là vợ luôn. Ông. Tại sao vậy hả? Cô là ai? Hả? Đi ra đây. Vợ. Ông mà ông gây tội mà. Tôi là vợ của ông. Cô làm cái nhiệm vụ gì trong cái nhà của tôi? Hả? Nói. Nói chơi. Bậy. Chơi cái gì ở đây? Quán tiếu lâm. Chơi vợ chồng gì hát ca nhảy múa tùm lum. Nó nói như vậy có đúng không? Có.
tại sao vậy hả? Bây giờ ông muốn lập phòng nhì đúng không? Hả? Đâu có đâu. Cái gì vậy? Là bây giờ Trời ơi con này. Bây giờ ông muốn tôi làm cái gì? Cắn lưỡi tôi chết trong vừa lòng. Một là tôi cắn lưỡi, còn hai là nó cắn lưỡi nó chết chứ chưa. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì mà không có gì đâu, không phải lỗi tại anh. Hồi nãy anh nói ở ở đây tự nhiên anh đang ngồi anh nhớ em tự nhiên thử đâu cũng nhào vô của nó. Không phải vợ anh, cậu giải thích đi. Trời đất ơi. Chào ông anh, chào bà chị, chào thằng em. Tôi xin lỗi, tôi đi kiếm con bạn tôi. Tại tụi tôi cùng ở chung một công ty, nộp hồ sơ vô xin việc làm. Nó lấy lộn hồ sơ tôi, nó qua đây. À vậy hả? Dạ. Nói vậy? Cái hồ sơ đó, hồ sơ của tôi. Hồ sơ này, hồ sơ mới là của nó. Tôi tên là Lý Sữa. Mà ông biểu đề, điền ở trong cái đơn xin việc là phải ghi bằng tiếng Anh. Rồi thằng quỷ kia nó lấy chữ Lý, nó quánh hai chữ Y, nó thành chữ Lê. Rồi Sữa nó ghi chữ Miêu á, Miêu Lê. Còn tôi thì tên là Lý Sữa. À Lý Sữa hả? Vậy là hợp đồng là cuối cùng là ông tuyển ai làm vợ ông vậy? Dạ đâu biết. Tuyển ông này làm vợ hả? Ủa chứ phải con nãy giờ bác mày làm gì vậy? Dạ ăn bánh canh. Không, nhưng mà bác làm gì? Dạ làm kêu vợ. Kêu phải làm gì? Dạ làm vợ. Trời đất ơi, ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao bắt con nhỏ bằng con ông mà đi làm vợ ông? Ông già mà xong ông vợ trứng chi vậy? Bây giờ ông mướn tôi không? Hay đó. Mướn tôi đi. Tôi nói ông nghe nè, nhà ông á làm vườn, trồng cây, trồng cỏ, tất cả các thứ tôi làm được hết. Tôi nhỏ con nhưng tôi làm được hết. Ông biết tắt nước không? Tắt nước. À, biết không? À. Sao cái mặt ngơ ngơ vậy nè, tắt nước. Tắt nước. Sao? Nãy giờ ông hành nó dữ lắm đúng không? Ông ăn bánh canh nữa không? Thôi. Kỳ lắm. Còn hồi nãy đứa nào bắt em tao nhảy dây. Ông đó ông có bạn á. Thử thách. Bây giờ tao thử thách mày nha. Tao dậm hai cái chân mày. Xong rồi bắt đầu cho mày nhảy dây được không? Chết, cái đó chết. Con người ta còn nhỏ xíu à. Ông muốn tuyển vợ, ông cũng phải lựa người lớn lớn tuổi chút. Ví dụ già già như bà này nè. Không, ý em nói là dù gì đi nữa, anh cũng đã có vợ rồi. Làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Đúng rồi. Không có ai mà đi mướn vợ bao giờ. Mướn là mướn người làm. Mà người làm ông cũng được hành hạ như vậy. Ông làm như vậy á là tầm bậy. Bóc lột sức lao động của người ta. Cho em làm đi anh. Thôi ông bà chủ quán đừng có gây gỗ, đừng có đánh đập nhau nữa, đừng có hành hạ nhau nữa. Vừa rồi thì mình đã có một cái việc được khách đến quán, cái món ăn mình đãi người ta chưa có ăn được cái gì hết trơn á, mà chưa chỉ thấy đâm ra là xích mích nhau rồi. Xin mời Miêu Lê cùng với anh Hoài Linh. Miêu Lê, hồi nãy bạn được thưởng thức cái món đặc sản của quán, món bánh canh, bạn thấy thế nào? Dạ mắc ơi. Tại vì bánh bông lan là món yêu thích của em, rồi cái canh rau dền đó cũng là món canh yêu thích của em, nhưng mà nó trộn chung lại thì nó là thảm họa. Đâu sao đâu, vừa trong bụng mình hai thứ nó có trộn chung nhau vậy? Dạ không đúng thời điểm anh. Nó phải đúng thời điểm. Một tràng vỗ tay thật to dành cho Miêu Lê và anh Hoài Linh. Nào, bây giờ mời Miêu Lê đi theo anh Hoài Linh nha. Dạ. À, bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị lại cái quán của mình, trang hoàng lại thêm một cái màu sắc, một cái phong cách khác để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Chiều tối nay chúng ta sẽ đón một cái vị khách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nào, bắt tay vào làm việc nào. Làm việc. Ngô Kiều Huy đã đến với hội quán Tiếu Lâm rồi đây. Một mặt thì cảm thấy hào hứng vì sắp tới là mình được ăn. Mặt kia thì cảm thấy rất là sợ, bởi vì ăn không có dễ, không dễ ăn. Nên
cũng đã ráng tâm lý nó bình thường nhất, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là vì miếng ăn mình phải chịu đựng thôi, nên sẽ cố gắng hết sức. Chào bắp, chào bắp. Dạ chào anh. Chào bắp, cứ xả đi, cứ xả dáng đi, đừng có cố tình mà hóp làm cái gì hết trơn á. Anh cho phép em xả hả? Ờ, xả đi. Hôm nay bắp của chúng ta lạ nhỉ. Có vẻ hôm nay bắp bụng bự. Dạ hôm nay dạo này dạ mưa nhiều quá. À, ăn nhậu hơi nhiều. À, uống bia nhiều quá cho nên bắp bữa nay bị bụng bự rồi. À, bắp hôm nay lại đến quán ăn này, hội quán Tiểu Lâm. Sẽ có rất nhiều món ăn nữa rồi, bắp có sợ là bắp bụng sẽ tiếp tục bự không? Dạ cũng sợ nhưng mà lỡ tới rồi chắc cũng phải dấn thân vô. Vỗ tay chúc mừng bắp bụng bự đến với hội quán của chúng ta đi nào. Mở cửa. Hình như đi lộn quán hay sao? Đi đâu giờ này mới về hả? Bước vô đây coi. Dạ. Má nói con hoài hả? Ăn nhậu suốt ngày. Con vợ của mày nó bụng mang dạ chữa mà mày bỏ nó mày đi nhậu suốt ngày vậy hả Quy? Con có nhậu đâu má, con đi bàn việc chính sự má. Mày bàn việc kiểu gì mà mày thở ra một cái bên đây tao muốn xỉn rồi. Hả? Dạ. Thì vậy con vợ mày nó buồn mày tới nước mà nó về nhà má nó ở rồi kìa. Dạ không, con định là sau này là nhập về quê mình bia ôm, phải uống thử bia. Cái gì? Con nhập bia về đây bán. Ai cho hả? Ai cho mày buôn bán kinh doanh bia hả? Dạ tại vì nhà mình khổ quá mà má. Khổ nhìn... đâu mà khổ, vòng vàng tao đeo giày hột sòn vậy mà mày kêu khổ. Má, cặp này là cặp vòng vàng con mua tặng má chứ bộ. Má nhớ không, mỗi bữa bà Sáu bà bán đồ nhựa đó 4.000 cặp mua tặng má mà bữa đó nó lộn mình cặp vàng thiệt. Cái cha nó lừa tôi mà tôi không biết ta. Qua đây má nói con nghe. Dạ. Trời ơi, con không thương vợ con hả Huy? Dạ thương má, thương lắm luôn á má, thương lắm. Mà giờ má hỏi con nè. Dạ. Con biết làm sao mà má phải mang cho con cái bụng giả này không? Dạ con cũng muốn biết lắm má. Đó. Má muốn cho con biết á là đàn bà nó có chữa nó cực khổ tới cỡ nào. Dạ. Ha, con phải hiểu tâm lý của vợ con, nó đang mang bầu mà. Mà mày bỏ nó mày đi suốt ngày, mày mang cái bụng này vô mày thấy khó chịu không? Dạ cũng dễ chịu má. À, không, dạ khó chịu má. Quá khó chịu, con thấy cảm thấy là con bị sự sỉ nhục của người đời. Sỉ sao? Là nhậu nhiều quá, bỏ bê gia đình. Con đó. Cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Cái bụng này là bụng giả thôi mà con còn thấy khó chịu. Dạ đúng rồi. Muốn gì con vợ con nó mang cái bụng thiệt, cái bụng nó bây giờ nó chướng ra tới vậy nè. Nó đi đứng cũng khó khăn nữa. Đâu, mày đi thử cho tao coi, nó có khó chịu không? Mày đi như con vợ mày đang có bầu nhà vậy đó. Đi luôn hả má? Mày đi thử với tao coi mày có khó chịu không? Dạ. Dạ khó lắm má. Khó đúng không? Dạ con? Khó. Mà con đi như bay vậy con? Dạ. Đàn bà có chữa người ta đi nặng nề lắm. Dạ. Nặng nề. Dạ rồi. Ừ. Dạ ý má là con đi giống tướng vợ con hả? Đó, con nè, má mang cái bụng giả cho con là để con biết đàn bà có chữa nó như thế nào. À dạ, đó. Dạ, con xin lỗi má là không hiểu ý má. Ừ. Con đi lại nha má. Đây sao giống bà ngoại quá. Dạ nặng má. Có chịu không? Con nó đạp kìa, con nó đạp. Con thấy chưa? Khó chịu nặng nề lắm. Dạ đúng rồi qua má. Đây má nói con nghe. Hồi xưa á, má có bầu con, ta nói đàn bà có chữa nó kỳ cục lắm con. Nó ăn uống nó thèm thuồng những cái mà nó kỳ khôi. Nó thèm mấy cái như cất gà sáp nè. Thèm hửi mùi xăng, mùi khói xe lam nè. Hồi xưa nha, xe lam mà chạy trước là má chạy theo sao vậy? Má hửi. Hèn chi mới nhìn tóc con nè, bạc như khói vậy đó. Thấy chưa? Mà ngộ lắm. Má thèm ăn mấy cái nó lạ lùng. Má thèm ăn chanh. Chanh má ăn lần cả ký. Con vợ mày bây giờ cũng vậy, thèm ăn chanh khủng khiếp. Con phải hiểu nó chứ. Dạ. Con đâu có hiểu. Con đâu có hề hiểu cái chuyện đàn bà mà nó thèm những cái món như vậy. Đó. Mày ăn đi rồi mày hiểu con vợ mày. Nó chịu thế nào. Dạ.
là bây giờ con thị phạm luôn, ăn chanh luôn hả má? Con ăn để con hiểu vợ con. Má thử miếng trước rồi con coi coi nó ngọt không. Nè nè, dạ hồi xưa má mang bầu con má ăn lần cả ký lần. Dạ. Bây giờ không có bầu ăn miếng. Dạ đúng rồi. Sao má? Có bầu ăn thấy ngon, giờ không có bầu ăn thấy ghê quá. Má không thấy ghê nữa hả? Tại mới uống bia xong má mà nhậu mà nhanh chanh vô là hồi con tỉnh luôn. Tỉnh luôn con, tỉnh. Má, mình ăn hai miếng thôi. Ừ, ăn miếng nữa là khoa học chứng minh là tác dụng phụ á. Đúng rồi, mày ăn miếng nữa mày tụt máu mày xỉu rồi, tao không biết làm sao đó. Con, hồi xưa má có bầu con á, người ta nói á là mình phải ăn hành tây chấm với lại tương ớt đẻ con ra trắng tươi. Phải không má? Mày hành tây chấm tương ớt là trắng tươi luôn trắng hả má? Tươi. Đàn bà có chữa nó kỳ lắm con ơi. Vậy hả má? Má chấp má ăn riết mà giờ con trắng dạ. Tươi má đen thui lùi nè. Dạ đâu con đen không má mà. Không, khúc này con trắng hơn nè. Trời ơi, má cũng nhá nhặt ra nữa hả? Đáng chứ, má phải tìm cho bằng được con. Nè. Vậy là ý má bây giờ con muốn thưởng thức cái món hành tươi chấm... Hành tây cái gì? Chấm cái gì? Tương ớt. Vậy mà nó cũng tươi nữa má. Nè, cái hành tây nó trắng, trắng trắng xanh xanh. Chấm với tương ớt nó đỏ đỏ, ăn ra con nó trắng hồng hào. Mày trắng dếp, hồng hào rồi là đó là thì có là... Nãy giờ má thị phạm con miếng chanh rồi, má tiếc gì má không thị phạm con miếng hành. Bây giờ má đâu có mang bầu. Không mà má giả bộ như má mang thêm đứa đi. Ăn chứ con. Dạ má thử nha, miếng này má thử nha. Lần này là nuốt trọn gói nha má. Hồi xưa má mang bầu con má ăn má thấy ngon. Ngon vậy. Chanh với hành nó có kỵ nhau không má? Không có đâu. Là cái này khoa học chứng minh ăn được phải không má? Khoa học chứng minh rồi con, ăn đi. Dạ nông thôn mình hay có nhiều cái thủ tục nó lạc hậu lắm. Đôi khi có những cái chết đường đột đến bất ngờ mà không hiểu được. Mai mà báo có đăng tên con, má nhớ đăng tên thiệt nghe, đừng để tên cúng cơm nghe. Nguyên nhân chết là vì khám phá khoa học, chứ không phải là vì chơi ngu nghe má. Con muốn mà con nó trắng xác thì con khỏi chấm. Còn mà con muốn con nó trắng hồng má, trắng hồng. Con chấm nhiều vô. Chấm tha thiết vô. Dạ không má, con chỉ cần hai cái má hồng thôi. Con không muốn nó hồng như khỉ đâu má. Rồi. Hạnh phúc cảm giác hạnh. Con má nói con nghe nè. Sao nữa má? Đàn bà có chữa nó kỳ lắm con ơi. Kỳ nữa hả má? Có kỳ lắm. Sao kỳ hoài vậy má? Con bỏ nó đi, con bỏ nó con đi nhậu hoài. Bây giờ con tưởng tượng nè, nó ở nhà bụng mang dạ chữa mà mày đi nhậu về. Trời ơi, tao nói mày kỳ cục lắm con ơi. Để tao ví dụ cho mày coi. Đạt, 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 đạt à, đạt. Gì mà chú con. Đã ngầu chú. Con ở nhà, con chứng kiến cậu hai á, là hành hạ mợ hai như thế nào đúng không? Cậu hai xỉn, cậu hai không biết gì hết. Đó. À đúng rồi, ngày nào con mở cửa cũng thấy cậu hai xỉn về. Đúng rồi. Xong vô vợt bợ hai quá trời luôn. Đạt. Dạ. Con có nhìn lầm ai không Đạt? Đâu, cậu hai hiền mà. Trời, lúc bình thường nghe là cậu hiền mà cậu xỉn vô cậu kỳ lắm. Vậy luôn. Con không biết gì đâu. Còn hơn đàn bà chữa nữa. Con đứng con làm chứng nè. Bà kêu ra đây chi vậy? Nè bây giờ con ra đây á con diễn lại. Con diễn lại cho cậu hai biết được là lúc xỉn cậu hai kỳ cục tới cỡ nào. À được hả, làm cậu hai, còn ai là mợ hai? Mà, đây nó nè. Nó luôn, nó đang có bầu. À đúng rồi. Nó đang có bầu. Trời ơi, được. Con phải ở trong trạng thái của con vợ con đang có bầu để con hiểu được tâm lý của nó như thế nào khi mà về nhà mà bị thằng chồng sai xỉn hành hạ. Con hiểu không? Thì lúc đó con mới hiểu được. Con hiểu không? Dạ rồi. Lúc đó cậu mới hiểu. Tâm lý nhanh quá, dạ, lúc đó là con vợ con làm gì vậy má? Lúc bây giờ đang ngồi con... chờ chồng nè. Đang ngồi chờ chồng. Bụng bự lắm nha. Đang ngồi chờ chồng. Lúc đó là cậu hai về. Nó có cầm chanh nó ăn á. Dạ không má, con biết tính vợ con nó ghét chanh lắm. Nó thích ăn cam. Rồi. Dạ rồi. Vợ ngồi đợi chồng. Ra mở cửa. Ôi, mở cửa luôn má. Nó kêu cửa. Mắm vợ đâu rồi? Dạ mắm vợ đây anh. Mở ra. Thấy xỉn ngồi biết ra mở cửa. Trời ơi anh xỉn quá rồi. Giống không má? Đó. Vợ con cái gì không? Vậy? Con vợ gì kỳ sao bữa nay đàn ông quá vậy? Phụ nữ một chút xíu đi. Từ từ má, giặt cái miếng đàn ông mà ném nó cắt bạc nè. Rồi. Trời ơi, tự nhiên tôi đàn ông luôn ta. Yeah. Giặt tôi ra giường rồi.
vậy? Sao hôm nay anh uống nhiều quá vậy? Bữa nay anh uống mới có con nữa à. Còn bữa anh uống 3-4 lần. Rồi mình ơi, mình muốn ăn gì không để má, anh chuẩn bị. Má ngồi chơi. Má ngồi chơi kìa má. Ê, mà đây xịn quá rồi, ngồi chơi, ngồi con chơi. Con ơi con, sao mà nhậu nhẹt sai xịn. Má ngồi chơi, má ngồi chơi, má ngồi chơi. Coi con vợ con mà con. Đúng chơi rồi. Ấy, má ngồi đây chơi hả con? Thôi. Má, cái gì? Em mới vừa nói gì với má? Dạ không, em nói là má ngồi gì, hả? Em nói là má ngồi chơi. Con đá một cái chập dạ, lấc bây giờ. Trời ơi, mình nói tội nghiệp mình quá. Mình ăn gì không để em sửa soạn, má ngồi không chơi. Không ăn uống gì, ngồi đây nói chuyện ba mặt một lời. Em ở nhà em nói gì với má để má quở tôi hả? Em tôi đá một cái chật lấc. Trời ơi, anh đá chật mà em né ghê nữa đó. Đang ngồi nói chuyện với tôi, có nói gì không? Ờ, rồi. Nói chuyện mình ơi, sao mình uống dữ thần vậy mình? Bình thường á, uống nhiều này uống hơn nữa. Bây giờ về mệt quá, bây giờ hát gu tôi ngủ rồi. Hát gu luôn hả má? Hát gu tôi ngủ, bài gì tôi dễ ngủ, ngủ. Bây giờ là anh muốn nghe bài hiện đại hay là anh muốn nghe Hò Quảng hay là anh muốn nghe cái gì? Hát cái gì cho tôi ngủ được rồi. Em chỉ biết nhạc thiếu nhi thôi nha. Hát đi cưng, hát đi con mắm vợ. Trời con mắm vợ má. Con kêu vợ con là mắm thiệt hả má? Trời ơi lẹ lên. Rồi. Gió mùa thu à. Nhạc thiếu nhi đó hả con? Dạ. Kỳ quá. Mẹ ru mà chồng nó không ngủ. Năm canh trời đến lượt con vợ nó ru. Trời ơi, bây giờ mới hiểu được tâm lý mà tại sao cậu cứ quýnh mợ hoài. Hát cái ghê. Trời, con vợ con hát hay lắm con. Vậy hả má? Không ngủ được, không ngủ được rồi. Bây giờ tôi nói chuyện với con tôi xíu. Dạ dạ. Nói chuyện với con luôn kìa. Ây da, nó đá rồi kìa. Trời ơi, nó đá con, luôn con kìa. Con xỉn con chướng lắm. Nghe ba nội, con tên gì? À, con nó tên là Lý Đức anh. Mày Lý Đức gì đâu có dính dáng gì tới dòng họ của tôi. Không, anh quên rồi hả? Anh ý anh nói là Lý Đức là anh muốn ngày xưa đặt cho nó cái tên gọi là tên cúng cơm. Sau này nó đuôi Lý Đức. Tầm bậy, tôi là Ngô Kiến Huy. Bây giờ con của tôi phải đặt cái tên gì cho nó bốc bốc chứ. Rồi Ngô Kiến Lửa. Đó, ví dụ vậy. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy. Trời ơi, nhớ con quá. Nhớ bây giờ hả? Bây giờ muốn gặp mặt con mà nó xỉn vô rồi. Bây giờ cái mặt mẹ cũng giống như mặt con. Muốn coi con múa hát quá, con đi ra ngoài múa hát ba coi coi. Bây giờ ba xỉn vô rồi, ba đi ra ngoài múa. Em ra ngoài múa với con, hai má con múa ra. Má, vợ con có múa không? Có múa. Có, đi ra múa. Nó múa dẻo con ơi. Nó múa dẻo luôn hả má? Nó nhào lộn đủ, mày chướng quá mà mày bắt nó nhào lộn tùm lum tùm la. Ủa, hát bài ba ngọn nến lung linh nát cho tôi. Ba là cây gì đó gì mẹ là cây gì hát múa đàng hoàng tôi coi. Trời, bây giờ anh muốn nghe bài ba ngọn nến lung linh. Ba lung linh hát múa cho hai má con múa nhau. Ba, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la, đốt cháy một căn nhà. Ê, bạn, hay quá, hấp dẫn một gia đình, hay quá, gia đình, đúng rồi, gia đình vợ như muốn, hứng rồi, vô đây, vợ đó, muốn rồi thương. Bây giờ ấy, em, bây giờ anh muốn. Anh muốn sống bên em trọn đời. Ê, anh muốn sống bên em suốt đời. Em không hiểu chồng em gì hết. Vợ chồng với nhau nói câu đó. Em hiểu rồi. Anh muốn. Má đi, má. À, má làm gì? Anh muốn vợ chồng làm với đi. Nhau cái gì vậy ta? Rồi, hiểu rồi. Muốn lẹ lên, không? Bây giờ tôi nằm đây nè. Anh dạ. Muốn. Anh muốn hả? Anh muốn. Trời ơi, nãy giờ không muốn nói sớm mà. Vậy nằm đây đi, em quạt nhạc hip hop cho. Con mày. Tao phải đánh mày. Ê. Tao mua mày kêu mày mua rượu về tao à. Uống tiếp mày. Trời ơi. Không phải. Ê, trời ơi. Đúng rồi. Mày diễn nhiệt tình với con tao quá. Sao cái bữa mà cậu quýnh mợ vậy là bây giờ mợ giận mợ đi luôn rồi đó. Trời chết rồi. Quýnh mợ đó kêu mua rượu về á, bữa đó giận quá. Hả? Rồi. Mình mày đi đâu mà để vợ mày bên nhà hả? Bụng mang dạy chữa mày đi đâu mày? Mình giờ này chưa về nữa. Em đang dạy con mình. Từ dạy từ. Con cái gì? Em đang dạy con. Em đang cho nó cảm nhận lại cái đúng rồi ba. Đúng rồi. Cảm nhận hả? Cảm nhận là cái người phụ nữ mang thai như thế nào mình.
bây giờ nè, bây giờ mày là vợ mày đi nha. Dạ. Bây giờ mày đây. Con là vợ con Tiếp hả? À. Dạ. Nè, bây giờ mày quét nhà. Quét nhà. Dạ, quét. Quét nhà đi. Dạ. Ê ê, có bầu không? Có bầu. Quét nhà hả? Bầu, quét nhà. Về lẹ lên quét nhà ba tôi theo kìa. Dạ rồi, dạ dạ, quét nhà ba con. Con gì kỳ vậy? Quét cái gì vậy? Dạ quét nhà ba. Nhà dưới đây. Quét. À. Rồi. Đây đây. Ở kia đâu? Nhạc theo điệu đàng hoàng. Lau nhà. Lau nhà coi. Giặt đồ. Trời ơi. Giặt đồ. Mày lau nhà là cái gì? Dạ lau nhà ba không có vẻ. Vợ con nó tiết kiệm lắm, nó lấy quần nó lau không. Lau nhà lại lên. Dạ rồi lau nhà. Lại nấu ăn cho tao đi. Dạ đồ. Nấu cơm, nấu nước. Nấu cơm gì? Thì dạ. Chưa có trẻ củi mà nấu cơm cái gì? Dạ cơm chiên dương châu ba. Châu gì? Không phải trẻ củi. À trẻ củi ba. Đốt lửa. Mày chém đầu tao đó hả? Trẻ củi mà trẻ củi sao? Ba dạy con trẻ củi mà. Để tránh làm phiền người kế bên mà ba. Tại má cho ăn hành nhiều quá. Giặt đồ. Thổi lửa, dạ. Nấu cơm, nấu nước. Giặt đồ. Phơi đồ lên. Phơi đồ. Khô chưa? Dạ, mới khô. Chưa ủi. Chưa khô ba. Tao muốn ủi đây bây giờ. Dạ, ủi luôn ba. Vừa phơi đồ mà đứa con vừa đạp. À. Có chả. À. Đạp. À. 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 Dễ chưa? Dễ chưa? À, làm tiếp đi. Tao thả. Nè, má nói con nghe. Hồi xưa má mang bầu con, má đau đẻ kỳ cục lắm con. Má đau đẻ trời ơi. Có bầu mà, đau đẻ. Ây da. Ui da. Ông ơi, tôi sắp đẻ rồi. Ba ơi, con ủi đâu? Ông ơi, trời ơi, tôi sắp đẻ quá là vậy đó. Ông ơi, trời ơi. Trời ơi. Đó, ơi. Đó, đó. Má. Má đây nè. Em đang dạy con mình. Em đang dạy bấu rồi, bấu cắm bấu trên này nghe chưa? Má, ba lớn tuổi rồi má. Má có bầu, ba con nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa. Vậy chứ không phải mà bỏ vợ đi như con đâu. Ổng nâng như nâng trứng nè. Ổng nâng nè. Đó, nâng đi ông. Cho con nó biết ông. Em về con nó nâng vợ con như vậy nghe không con? Rồi rồi, thả xuống đi ông. Kỳ quá, thả xuống. Trời ơi. Má, má, má. Để con diễn luôn cảnh này cho má. Làm gì vậy? Nó rồi diễn. Má, ba, con là vợ nó thử nâng ba. Mày nâng nè, tao là vợ nè. Nâng đi nha. Nâng đi. Nâng đi. Tôi ở bên nhà tôi nghe anh chị la mắng nó. Tôi đang dạy con tôi. Tôi biết dạy con á là dạy từ hồi nhỏ kìa. Mình nói nhỏ nhẹ cho nó nghe. Bây giờ bác nói con nghe. Dạ. Tao ở gần xóm này tao biết. Mày bây giờ mày có gia đình rồi. Mày phải lo chăm sóc gia đình mày. Chứ mày có đâu có đi theo cái đám choi choi đó mà mày ăn nhậu hoài như vậy được con. Dạ bác. Mày cứ ý lại gia đình đâu có được. Dạ. Con vợ mày nó bầu bì nó cực khổ như vậy. Con phải biết phụ vợ con chứ. Hiểu không? Dạ con biết rồi bác. Còn anh chị dạy con cũng ngộ. Sao hành không? Nói như là cái gì vậy đó. Mình phải nói cho con nó nghe từ từ. Quánh đập hành hạ không phải là cách dạy con. Hiểu không? Thôi bây giờ tôi nói nghe nè. Ấy cho nó sửa sai đi. Rồi từ nay trở đi rồi, có chuyện gì rồi. Nếu mà nó có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chỉ cho nó học cái cách mà là sống làm sao mà để thành một người chồng gương mẫu. Ờ, vậy đi. Cảm ơn anh. Dạ con biết rồi ông. Nhớ từ nay cho đi sửa đổi nghe không? Dạ hứa cho ba má. Bây giờ dẫn mẹ qua bên nhà mẹ vợ mày. Dạ. Rồi kêu tao nói phụ cho rồi đưa nó về. Dạ. Hey. Đi cho ba má. Hôm nay thì gia đình của chúng ta đã có những thử thách dành cho cái anh chàng là con rể hay con ruột vậy? Con ruột. Con ruột mà hành hạ dữ vậy đó hả? Dạ. Con ruột mà hành hạ như nô lệ. Ta mời Ngô Kiến Huy cùng với anh Hoài Linh. Hôm nay bạn đã có một cái trải nghiệm mà có lẽ là chưa bao giờ trải nghiệm đúng không? Khi mà một người phụ nữ đang mang bầu thì đôi khi chúng ta là người bên ngoài hoặc là những người chồng á không có cảm nhận được những cái khó khăn, những cái vất vả của người phụ nữ khi mang thai. Hôm nay khi Huy phải đóng cái vai một người phụ nữ đang mang thai thì Huy cảm thấy như thế nào? Dạ rất là khó. Nó vướng đủ thứ, đưa thứ kiểu hết trơn. Nói chung là cảm nhận đầy đủ. Một tràng vỗ tay thật to cho cái tình huống mà Ngô Kiến Huy gặp phải cũng như là những cách xử lý của bạn ấy. Rất là duyên dáng, rất là dễ thương.
Cảm ơn Ngô Kiến Huy rất nhiều. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Bây giờ thì nãy giờ bị hành hạ nhiều rồi đúng không? Bây giờ ra chuẩn bị đi. Mình quay ngược lại đây. Mình mài gươm mài giáo sẵn ha. Bây giờ thì gia đình chủ quán của chúng ta phải chuẩn bị đi. Tâm lý sẵn sàng, tinh thần sẵn sàng. Để ba vị thực khách của chúng ta sẽ quay trở lại đưa ra những thử thách ngược. Chúng ta cùng chờ xem nha. Mọi người trong phòng quán Tiểu Lâm hơi bị... Thực ra cũng không bị trở tay không kịp bởi vì hơi bị... Không có nghĩ là tự nhiên cái kêu đi mua đồ mình là tiếp thị, mà tự nhiên cái mình đó mình không phải tiếp thị. Em cũng vậy, nãy em bị y chang kêu là vợ, về em đâu phải vợ đâu, con là cháu chú mà vợ. Em quên mất. Nói chung hai người vẫn là nhẹ nhàng em. Bây giờ thay áo đây thì em là... nãy em ăn hành. Em rồi. Em ăn hành rất là nhiều. Em là professional rồi đúng không? Chưa có hết hành. Em cảm giác là cái bụng em rất là bất ổn. Tại vì miếng chanh nó đang đấu lại miếng hành. Chúng tôi sẽ dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã có một ngày đến với hội quán Tiểu Lâm. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối, ba vị thực khách của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều những thử thách vô cùng vất vả. Mà những cái món ăn mà cái quán này đãi thì cũng không có phải là ngon lành gì cho lắm. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Có chiêu thức này kia đầy đủ chưa? Dạ rồi. Giáo mát này kia chuẩn bị sẵn sàng? Dạ có. Móng vuốt mài sẵn rồi đúng không? Dạ bỏ đâm ngọt lắm anh. Vậy thì chúng ta cùng xem thử ba vị thực khách của chúng ta khi đến với phần thử thách ngược lại cho gia đình chủ quán này sẽ đưa ra những cái thử thách như thế nào nha. Mở cửa hội quán nào, tiến vô. Dạ xin chào cả nhà. Ra đi. Hội quán Tiểu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Chào cả nhà. Lần trước tới đi biển xong rồi tới thăm gia đình mà rất là vui. Cho nên hôm nay quay lại để mà gửi lại những cái món quà coi như là lòng cảm ơn khi mà được gặp gia đình, được chiêu đãi món ăn. Khách sáo quá. Không, ba má đừng có lo, đây bạn con luôn. Vậy nên là rất là có duyên, tự nhiên cái đụng ngay gia đình của em luôn. Đúng rồi. Con gái. Chào chị. Anh em hồi nãy mới chưa gặp. Mới gặp ba má chưa thưa chị. Nên bây giờ thì sắp là chắc là nhường cho bạn con trước đi, quý khách trước. Hôm nay con tới đây là một phần là cảm ơn gia đình đã tiếp đón nồng nhiệt và đãi con món ăn món bún mắm rất là ngon. Và con thì con cũng có một cái món quà muốn đãi ngược lại gia đình, đó là món mắm Thái. Mắm Thái à? Đúng rồi. Hồi nãy ổng mời ăn đúng không? Mà cái mắm này là ăn là phải 2 đến 3 người cùng ăn một lượt mới ngon. À đúng rồi. Tại vì cái món mắm Thái này là một người ăn mắm còn một người kia thì biến Thái là mắm Thái. Ba má hiểu rõ vấn đề không? Là một người là vừa ăn mắm còn người kia, hai người kia phải biến Thái thì mới gọi là mắm Thái. Đây là mắm Thái đó. Đây bún nè, đó đũa nè. Cái này là mắm. Thực ra thì mắm Thái thường là phụ nữ ăn thì đẹp da, đúng không? Còn biến Thái thì đàn ông lại hợp hơn, cho nên là phải nhường cho phụ nữ. Biến Thái là biến qua Thái đó. Nhẹ nhàng lắm, biến đi. Nè, để dành cho phụ nữ. Đây là mắm này đặc biệt dành cho phụ nữ là có nhiều collagen rất là đẹp da. Collagen. Một người ăn mà cái hai người kế bên phải đứng hai bên phải biến Thái thì mới gọi là mắm Thái. Đúng không quý vị? Má già rồi con, má đâu có cần mấy cái này để cho đẹp da đâu con. Má già má càng phải ăn để trẻ. Mắm nha. Mắm Thái. Thôi nói gì nói chứ thực ra mình cũng vô đây đủ rồi.
thực ra là từ bi hỷ xã. Thôi anh hiếu khách với ba má em cũng lớn tuổi rồi. Em cảm ơn món quà của anh. Ba má em ăn chắc cũng no bụng nè. Rồi nó buông tôi rồi đó. Dạ cái này cũng là bạn gái của bạn con. Ai bạn gái dạ không? Hiếu khách luôn, mời em. Bánh canh. Cười là thấy vui rồi. Nãy ăn mấy ai rồi đó. Hồi nãy ăn bánh canh, giờ mình ăn bún bò. Là vừa ăn bún vừa bò. Một người vừa ăn bún là phải bò, nhưng mà cũng phải có một người lết dưới đất bưng này lết theo. Lết cho má lết. Má lết má. Má đúng quá, ba chỉ việc bò và ăn thôi. Rồi, má sẽ tới đầu đây lết. Lết cầm dĩa bún lết theo. Ba ủa, bò ủa là cũng mới lết. Lết theo, lết vừa đưa bún lết. Ba bò tới đâu má lết tới đó. Cảm ơn ba má, hai người bạn con cũng hết thử thách rồi. Dạ đến lượt con. Dạ hồi nãy thì theo lời ba dặn thì con đã biết trân trọng vợ con lắm luôn. Nên bây giờ tại vì má theo nguyện vọng của má cũng như là bạn bè con á, thì muốn ba diễn cái cảnh mà đau đẻ. Má dặn con, má dạy con hay lắm. Là lúc người ta mắc đẻ, lúc người ta sắp đẻ, người ta thèm chua lắm. Nên trước khi ba đẻ, ba quất hai lát chanh chấm muối ớt giùm con. Chấm tương ớt. Cái này tôi đâu có chỗ này. Phải chấm. Chấm tha thiết vô anh. Không phải chấm một lần, ba chấm ba lần cơ. Ba là phải chấm ba lần. Đó, ba hai ba. Nhường con gái ăn cũng được. Ba cho con tí thôi. Đau đẻ đi ba. Đau đẻ ăn cái này trong khi đau bụng luôn. Dạ rồi. Cái gì? Sao? Đẻ. Ba dâm vô quá. Ba đâu? Đẻ ba. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy một cái ca đẻ mà khủng khiếp như vậy. À, một tràng pháo tay thật to cho ba vị thực khách nào. Quý vị khán giả đã luôn luôn yêu mến những người nghệ sĩ của chúng tôi. Chính vì thế, những người nghệ sĩ khi đến với chương trình họ cũng không có nề hà thân xác. Miu Lê hay là Ngô Kiến Huy hay Hiếu Vi Văn cũng vậy, đều đã chơi rất hết mình để mang lại tiếng cười cho tất cả chúng ta. Vì thế, gia đình chú Quán cũng sẽ có những món quà lưu niệm dành tặng cho ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.